Nếu chúng ta bắt đầu nào. Tức là hôm nay tối nay tôi sẽ làm một cái chuỗi những cái bài giảng ngắn thôi để giới thiệu cái dạng bài tập giải toán. Bài toán trên SCAT vì chúng ta biết rằng là gần đây thì là hội thi tin học trẻ toàn quốc ấy họ đã thay đổi cái đề bài cho cái cấp cái bảng tiểu A, cái bảng A tiểu học là sang cái dạng bài giải toán. Thì nhiều bạn học sinh rất là bỡ ngỡ, thì tôi muốn giới thiệu cái dạng bài tập này để chúng ta có cái hình dung thôi. Thì cái dạng bài tập giải toán đó là cái gì thì tôi nói luôn để chúng ta thấy rõ nhé. Thì cái dạng bài cái dạng cái bài tập giải toán đấy, tôi để trong nháy nháy này để chúng ta thấy nhé. Cái bài tập giải toán đấy mà các em sẽ làm ở trong cái chương trình thi tin học trẻ bảng A đấy là cái gì? Nó là chính là các cái dạng nôm na nó là gì? Nó là cái các cái bài toán này, những cái bài toán đấy. Nhưng mà cần giải trên máy tính đấy. Giải trên máy tính. Những cái bài dạng này là nó mang tính là thuần túy là có tư duy toán học là chính nhé. Đấy. Nó có cái tư duy toán là chính, tư duy toán học là chính. Chứ nó không có, nó ít cái tư duy về mặt là nó tư duy toán học cộng với tư duy lập trình là có nhé. Tư duy lập trình và tư duy toán học. Chứ nó hầu như không có, nó không có cái tư duy thuật toán đâu. Nó chỉ là tư duy toán học và tư duy lập trình. Thì cái hay của chúng ta là chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ làm tập này chúng ta sẽ có cái tư duy lập trình. Đấy. Còn tư duy toán học này thì nó hơi khó đối với một số bạn mà không thích toán ấy thì cảm giác nó hơi khó một chút. Nhưng mà chúng ta vì chúng ta phải thi được học học phải thi nhưng mà chúng ta bắt buộc chúng ta phải học theo cái đó. Thì đa số những cái hầu hết tất cả những cái bài toán dạng giải toán này đều là những bài mà ít nhiều phải có cái tư duy về mặt toán học. Đấy. Cho nên nó rất là quan trọng. Mà tôi quan sát ấy thì rất nhiều các cái bài tập, đa số những cái bài tập là có cái kiến thức toán là vượt quá chương trình tiểu học của học sinh Việt Nam chúng ta. Cho nên là chúng ta sẽ phải chịu khó và học thêm, đọc thêm rất nhiều tư duy toán là nó vượt lên trên cấp 1, nó nằm ở cả, nó lên cấp 2 cơ. Thậm chí có những bài lên hẳn lên tận cấp 3 cơ. Cho nên chúng ta sẽ phải học rất là nhiều thì chúng ta mới có thể giải được tất cả trọn vẹn tất cả những cái bài toán trong các kỳ thi đó. Tuy nhiên tôi muốn giới thiệu hôm nay là cái buổi đầu tiên tôi giới thiệu sơ qua cho các bạn là cách chúng ta giải như thế nào, cách chúng ta viết lời giải ra làm sao và chúng ta sẽ giải mẫu một số bài. Thì trong quá trình làm tôi sẽ tăng dần cái cấp độ khó lên. Hôm nay thì là tôi nói dễ nhưng nếu buổi sau nó sẽ khó dần lên và về sau nó toàn bài khó thôi. Đa số những cái bài khó, những cái bài thi mà thi chung kết ấy, thi vòng chung khảo ở cái bảng A này đều là phần lớn là những bài khó nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Thì cái đầu tiên mà tôi muốn nói là chúng ta những bài này chúng ta đều phải có cái tư duy về mặt toán học, phải có suy luận toán học và chúng ta có cái tư duy về lập trình. Đấy. Thì như vậy chúng ta sẽ khi có ra bài toán chúng ta không lập trình ngay mà chúng ta phải nghĩ ngợi, chúng ta phải suy luận, chúng ta phải tính toán trước. Khi nào nó rõ ràng là giải chúng ta mới lập trình. Chứ không, các bạn chú ý là không nên là cứ đọc đề bài một cái là lập trình luôn. Thì như vậy là không nên. Mà chúng ta phải luyện cái tư duy. Luyện tư duy, luyện cái lời giải, luyện cái tư duy, luyện cái suy luận về mặt logic, về mặt toán học để giải cái bài toán đó. Sau đó chúng ta mới lập trình. Thì cái đầu tiên tôi muốn nói các bạn hôm nay là chúng ta sẽ học cách chúng ta sẽ viết tư duy cái lời giải bằng cách chúng ta viết viết chương trình ở cái dạng gọi là cái dạng là mã giả hay là viết cái dạng là gọi là pseudo code nhé. Thì chúng ta học cách viết, học cách viết mã giả nhé. Đấy, mã giả hay là viết từ Anh đọc nhanh là mà hay viết là pseudo code nhé. Đây, từ này là cái từ tiếng Anh là pseudo code và tiếng Việt nó là mã giả, thấy chưa? Đấy. Thì chúng ta phải học, phải làm quen khi đánh nhau chúng ta viết các lệnh của Scratch thì bây chúng ta viết viết ra giấy,
bằng các lệnh đó, bằng bằng viết ra giấy, thì tôi gọi cái đó là mã giả. Thì cái mã giả hay là nó viết trên giấy thôi, cho nên chúng ta dễ dàng tư duy, chúng ta có thể làm toán ở, như làm toán đấy ở trên giấy được, trước khi chúng ta lập trình ở trên máy tính. Thì tôi xin nói một vài cái điều mà vừa nãy tôi đưa lên trên mạng một cái file để chúng ta xem cái cách mà chúng ta viết mã giả. Để tôi viết cho các bạn xem cái đó nhé. Đây đâu nhỉ, đây này, để tôi một chút nhé. Đây chính là cái mà đợi tôi một tí, tôi đã đưa lên trên nhóm rồi đấy, cho các bạn xem lại một chút nhé. Cách viết cái mã giả đây. Để chọn xem. Đây nhé. Đó. Đây này. Cách viết cái mã giả như thế này. Đấy. Từ đánh giá chúng ta viết là làm lệnh if gen nhé. Thì chúng ta viết là nếu điều kiện xong xuống dòng thụt vào với các lệnh. Hay là if điều kiện xuống dòng thụt vào với các lệnh. Đó. Chúng ta nhớ nhé. Đó. If này. Else, if then else, đấy nhé. Đấy, hay là repeat này, thì chúng ta viết là repeat là 10 lần xong xuống dòng thụt vào là các bạn thụt vào một chút để chúng ta thấy, để phân biệt được đâu là cái phần mà các lệnh lặp, đâu là cái phần lệnh chính, lệnh repeat ở đây, được chưa? Đây là repeat until này, lặp cho đến khi này, repeat until này, đó, xong xuống dòng, đấy, thấy không nào? Tất cả đều có hết nhé, trong này có. Bây giờ tôi sẽ tóm lại cho chúng ta hình dung. Cái viết mã giả là như sau này nhé. Thì những lệnh chính là như sau. Một số lệnh điều khiển chính là như sau nhé. Tức là gì? Tức là chúng ta cố gắng là học giải bài toán lập trình hay là giảng dạng bài toán giải toán ấy, chúng ta làm ra nháp trước, viết trên giấy trước. Sau đó chúng ta mới chuyển lên chúng ta viết trên máy tính. Tránh là chúng ta viết ngay ra trên máy tính. Rất nhiều các bạn học sinh là nói chung là cứ muốn thật là nhanh chóng cho nó thuận tiện, chúng ta cứ mở ra là chúng ta viết luôn trên máy tính, thậm chí các bạn là không cần giấy bút, cứ tư duy trên máy tính và cho làm trên máy tính. Thì như vậy là không nên. Chúng ta bắt buộc phải học cách chúng ta cầm bút, chúng ta viết nháp trên giấy, và ở trên giấy đó chúng ta viết bằng mã giả, viết bằng các lệnh scratch, là bằng mã giả. Ví dụ như này nhé, đây tôi mô tả các bạn xem một số lệnh rất cơ bản nhé. Ví dụ chúng ta cái mô tả như sau: lệnh gán nhé, thì chúng ta viết là x thì bằng 10 chẳng hạn. Đó, lệnh gán viết như này. Đây là lệnh gán, lệnh này tôi đưa một cái lệnh của scratch, lệnh gán nhé. Hay là lệnh hay là chúng ta viết là x thì bằng x thì cộng với 5. Đấy, đó là một cách viết ra gán. Cái lệnh này là lệnh thay đổi giá trị của x thì đấy. Hay là có thể viết là x bằng x cộng 1 chẳng hạn. Đấy. Đó là cách viết, là cái lệnh gán ở trong Scratch, chúng ta viết như này cho nó dễ. Nhé. Lệnh tiếp theo là lệnh chúng ta lệnh so sánh nhé. Lệnh so sánh này. Chúng ta viết là if x bằng 10. Đấy. Xong nếu x bằng 10 chúng ta viết tính là y bằng là x nhân x. Đấy, như vậy. Thì lệnh if nhé, sau if là một cái điều kiện tổng quát này, if này sau if là một cái điều kiện nhé, là một cái biểu thức logic. Thì nó xuống dòng chúng ta viết thụt vào và các lệnh. Đấy, thụt vào nhé, cái thụt vào này là khoảng làm chúng ta viết là quy định là 4 dấu cách nhé, cho nó giống cái cho nó chuẩn xác quốc tế thôi, dấu cách đấy. Để lệnh if nhé. Đấy, so sánh. Hay là cái dạng if là đầy đủ là như sau này. Đầy đủ là chúng ta là if điều kiện, nếu điều kiện đúng ý, thì thực hiện cái các lệnh một chúng ta viết thuật vào thẳng hàng nhé, các lệnh một. Còn nếu không thì chúng ta dùng lệnh else, sau đó cũng xuống dòng và thuật vào các lệnh hai. Như vậy chúng ta viết quen rồi thấy rất là dễ. Cái chữ if là thẳng hàng với nhau nhé, thẳng hàng này. Đấy. Cái lệnh này thẳng hàng với nhau này. Đó. Và cái chỗ này là thuộc vào đây là 4 dấu cách nhé, 4 dấu cách.
bốn dấu cách. Đấy chưa? Đấy, thì là chúng ta viết nhiều cho nó quen, thấy nó rất là dễ thôi. Hay là như này. Bây giờ tôi dùng cái lệnh lặp nhé, thì chúng ta có lệnh lặp mà với số lệnh lặp cố định, chúng ta dùng lệnh lặp đây. Lệnh lặp nhé. Chúng ta dùng lệnh lặp ở trong SCAD nó có là ba lệnh đấy. Thứ nhất là lệnh là lặp mà hữu hạn số lần lặp, chúng ta dùng repeat là tôi viết chữ n, đây là một số lần lặp là cố định là n nhé. Sau là các lệnh vậy là repeat, ví dụ là repeat 3, repeat 10, repeat 50 gì đó, xong xuống dòng thụt vào chỗ này là bốn dấu cách. Nhưng đây là lệnh lặp mà cố định. Lệnh lặp thứ hai là lệnh lặp mà vĩnh viễn. Lệnh thứ hai là lệnh này, hay là lệnh là lặp là forever. Đấy. Xong đây là các lệnh lặp. Ở trong Scratch là rất hay dùng các lệnh lặp mà vô hạn lần như này. Đấy. Chỗ này có thụt vào là bốn dấu cách nhé, bốn dấu cách. Đấy. Lệnh lặp thứ ba là lệnh lặp mà có điều kiện, là lệnh là repeat until điều kiện. Đây là các lệnh lặp. Thì lệnh này là các lệnh lặp này sẽ được lặp liên tục cho đến khi mà cái điều kiện này là đúng thì nó dừng lại. Đấy. Chỗ này có thụt vào là bốn dấu cách nhé. Đấy, vậy nó có ba lệnh lặp, lặp thứ nhất này, lệnh lặp thứ hai này, lệnh lặp thứ ba, chưa? Ba lệnh này là rất hay sử dụng nhé. Lệnh lặp này, rồi là lệnh so sánh này, đấy, rất hay sử dụng ở trong Scratch. Tiếp theo là chúng ta mô tả các phép toán nhé, thì như sau: các phép toán này, các phép tính nhé. Thì như sau ở trong Scratch nhé, thì các bạn chú ý là cái phép với số nhé, với số thì chúng ta có phép là cộng này, trừ này, đúng không, nhân này, phép chia này, là như bình thường. Còn chú ý là lấy số dư thì như sau, chúng ta dùng lệnh là ví dụ như là 312 lấy số dư nhé. Đây là lệnh số dư nhé. Còn lệnh chia nguyên thì ở trong Scratch là không có. Chúng ta dùng lệnh sau đây, cái lệnh chia nguyên là như này nhé, phép chia nguyên tức là phép chia sau đó là chúng ta lấy phần nguyên của nó, phép chia nguyên. Đấy. Thì trong Scratch chúng ta mô tả như sau, cái chia nguyên này, chia nguyên của hai số AB nhé, AB thì chúng ta có thể viết ở trong tin học ấy, thì người ta dùng ký hiệu này, người ta dùng ký hiệu là A xong làm tròn xuống, đây cái này là làm tròn xuống này. Đấy. Còn ở trong Scratch chúng ta dùng lệnh là hàm floor trong cái thứ chỗ toán học ấy, floor sau đó là a chia b, thì cái này chính là phép chia nguyên, phép chia nguyên. Bạn chú ý nhé, chỗ này này giờ hơi khó một chút nhé, là phép chia nguyên, tức là phép chia xong làm tròn xuống. Còn nếu a mà chết cho b thì đó chính là a là a chia b thôi. Còn nếu a chia b mà không nguyên ấy thì là cho làm tròn xuống, chúng ta dùng ký hiệu này. Ở trong thiên học chúng ta hay dùng là cái phép là lấy cái hàm làm tròn xuống và làm tròn lên, chúng ta chú ý nhé, làm tròn lên. Đấy, thì chúng ta làm như sau, làm tròn xuống thì người ta ký hiệu là như này, ký hiệu là như là x gì. Đấy. Hay là trong Scratch chúng ta dùng lệnh là floor, hàm floor như này, floor x. Đấy. Còn làm tròn lên thì chúng ta dùng cái ký hiệu này x. Đấy. hay là làm tròn lên là hàm ceiling x. Đấy. Đó là một số những cái hàm mà hay dùng trong cái phép toán. Còn đối với sâu thì như này, đối với sâu thì rất hay luôn đấy, rất sâu nhé. Thì ở trong Scratch chúng ta khi chúng ta mô tả một cái số thì máy tính có hiểu là vừa số là vừa sâu. Đó. Nhé. Thì như sau, cái phép cộng này thì hiểu đây là phép cộng sâu.
Ví dụ chúng ta cộng là S thì chúng ta phép cộng cộng ra hai cái sâu, sâu là sâu chữ chữ ba mẹ, chữ ba mẹ nhé, cộng cái sâu thứ hai là sâu ông bà, ông bà, thì cái sâu này áp số nó sẽ là ba mẹ ông bà. Đây là phép cộng sâu như bình thường, được chưa? Đấy. Nhưng mà khi mà chúng ta mô tả ví dụ như này thì phải hiểu như nào. Khi chúng ta viết, bị chúng ta viết là S, đây S là một cái sâu, ví dụ như là sâu là 3, đúng không? Sau đó A là một cái số, X là cái số như số 10 chẳng hạn. Thì khi đó ở trong slot cho phép là cộng hai sâu X, S và X. Nếu viết như này thì chúng ta sẽ hiểu nhầm, X là chúng ta hiểu nhầm. Cho nên theo tôi ký hiệu như sau, chúng ta ký hiệu là như này. Đấy. Ký hiệu như này để hiểu là đây là sâu này, đây là số, nhưng mà số được hiểu như là sâu. Thì như vậy là S cộng, cái phép cộng này là phép cộng cộng sâu theo nghĩa, theo đúng nghĩa. Thì cái này nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng là chính là bằng là 3 và đây là 10. Đấy. Rất hay dùng nhé. Vì ở trong Scratch thì tất cả các số khi chúng ta tính toán cộng trừ nhân chia thì nó là số, nhưng ta cũng thể là ghép sâu được. Chúng ta chú ý cái hàm ghép sâu là hàm này nhé. Cái hàm ghép sâu chính là hàm này, hàm cộng sâu chính là hàm này này. Chính là cái hàm này là hàm cộng sâu này. Đây này, chúng ta chú ý cái hàm này nhé, đây này. Cái hàm này chính là hàm cộng sâu này, cái hàm join này. Đấy. Các bạn chú ý nhé, rất quan trọng. Đấy, hàm cộng sâu. Như vậy chúng ta có thể viết như sao? Chúng ta có thể viết đây là cộng sâu, đây là chữ Hà Nội này, Hà Nội nhé. Cộng cái sâu của cộng số của chúng ta là 120 chẳng hạn, cộng được nhé. Thì hai cái này cộng lại nó sẽ là cái số là, nó là cái sâu là Hà Nội 120, bấm vào đây cầm tra này. Đấy, Hà Nội 120, thấy không nào? Nhưng mà đây là một cái sâu cộng một cái số, nhưng mà cái số này chúng ta hiểu là sâu. Thì với cái phép cộng này thì chúng ta ký hiệu là như nào? Chúng ta ký hiệu là cái dấu này nhé. Đấy. Như vậy là chúng ta chú ý khi mà chúng ta chú ý nhé. Như vậy đối với sâu chúng ta thì làm như sau này. Hiểu cái phép này này, đây là phép cộng sâu. Phép cộng hai sâu. Còn tác hiệu như này. Đấy, thì làm như nhau. Đây là một, đây sẽ là phép cộng một sâu và một số, hoặc là cộng hai số như là sâu. Đấy. Cái chỗ này hiểu như là đây là phép cộng. Phép cộng sâu của một sâu và một số, hay là phép cộng sâu của hai số. Chỗ đây này rất quan trọng, chúng ta chú ý nhất để phân biệt nhé. Phân biệt đây là phép cộng bình thường của hai sâu, còn đây là phép cộng sâu vào số hoặc là của hai số. Lấy ví dụ như này, lấy ví dụ nhé. Ví dụ này thì các bạn thấy là chúng ta sẽ viết, khi chúng ta viết chương trình chúng ta chú ý. Ví dụ nhé, khi mà chúng ta viết như này, viết là A bằng 10, B bằng 15. Đó. Thì A, B là số đúng không nào? Khi tôi viết là A cộng B, X bằng A cộng B. Thì X bao nhiêu? X nó sẽ bằng gì? X nó sẽ bằng là 25. Ở đây tôi viết chéo, hai cái chéo đây, tôi ký hiệu hai cái chéo đây là ký hiệu là phần chú thích nhé. Thì đây là, thì x là sẽ bằng, x là bằng 25, vì đó là tổng của hai số AB. Nhưng nếu tôi muốn ghép hai số AB lại với nhau thì tôi dùng ký hiệu này. Tôi dùng ký hiệu là S nhỏ nhé. S nhỏ bằng là A. Đấy, B như này. Đấy, thì đây hiểu như này thì hiểu như này thì đây chính là AB là gì? AB chính là cộng hai sâu, tức là SC đó chính mình, SC nó chính bằng là 10, 15. Chúng ta chú ý nhé. Đó. Như vậy là chúng ta phân biệt cái đối với sâu thì là chúng ta chú ý phép dấu, phép cộng và chúng ta chú ý với phép cộng hai sâu bình thường và phép cộng một sâu và một số hoặc là hai số với nhau như là một sâu. Để các bạn chú ý nhé. Đó. Một cái điều nữa rất quan trọng, khi chúng ta viết một cái bài giải toán, một cái dạng bài giải toán là như sau. Một cái dạng bài giải toán là cái bài mà bắt buộc phải có là đầu vào và đầu ra. Một cái dạng bài giải toán nhé. Một cái bài giải toán
bao giờ cũng phải có một cái đầu vào và đầu ra, là input đầu vào và output đầu ra. Đầu ra thì output đầu ra nó có thể là một số, có thể là một sâu, cũng có thể là một hình ảnh, một cái hình ảnh. Nhưng bài tập đầu ra là hình ảnh thì nó là chúng ta là vẽ hình thôi. Như vậy là cái dạng giải toán của chúng ta là nó có hai dạng, một dạng là giải toán bình thường và hai là vẽ hình. Vẽ hình cũng là một cái dạng tư duy toán học, hoàn toàn là toán học để chúng ta giải phóng bài toán. Thì nếu mà input đầu vào thường là một số hay là hai ba con số hoặc là một sâu, còn đầu ra có thể gì, có thể là số, có thể là sâu, cũng có thể là một hình ảnh, mà chúng ta luôn viết là input và output, các bạn chú ý nhé. Đấy, thì vừa rồi tôi vừa mới liệt kê lại một vài cái điều chú ý khi chúng ta viết cái gọi là cái mã giả. Bây giờ tôi sẽ làm thử một vài bài đơn giản thôi để chúng ta hình dung. Như vậy làm một cái bài toán mà gọi là gì nhỉ? Giải toán là như thế nào? Bây giờ tôi sẽ làm ví dụ một bài đơn giản trước nhất để chúng ta hình dung là làm như thế nào, và sau đó chúng ta sẽ thêm tới, chúng ta sẽ làm những tập khó hơn. Bây giờ tôi làm phần thứ hai là tôi cùng các bạn chúng ta giải một số ví dụ đơn giản trước nhé. Ví dụ đơn giản này là gì? Với mục đích là chúng ta là tập viết mã giả, tập giải một cái bài toán giải toán trên giấy trước khi chúng ta lập trình, chúng ta viết vào trong lập trình trên máy tính. Thậm chí nếu các bạn mà thạo rồi thì các bạn chỉ cần giải trên giấy thôi, bài dễ chúng ta không cần lập trình, trừ những bài mà khó hơn chúng ta sẽ lập trình, chúng ta kiểm tra xem là cái phần mã giả đó chúng ta làm như vậy đã đúng hay chưa. Đấy, thông thường là cái phần lập trình là phần để minh họa là chúng ta làm đúng hay chưa, kiểm tra lại chính xác đáp số. Còn nói chung nếu một cái bài dễ thì chúng ta giải trên giấy là xong, được chưa? Bây giờ tôi lấy ví dụ nhé. Đây, chúng ta cùng nhau giải cái bài toán, chúng ta giải trên giấy. Tôi lấy mình của tôi là giấy nhé. Chúng ta sẽ giải một số bài toán đơn giản trước nhé. Hình dung. Ví dụ 1 này, bài 1 nhé. Ví dụ 1 đơn giản nhé. Bây giờ cho trước, nhập vào từ bàn phím đấy, cho trước số tự nhiên n nhập vào từ bàn phím và cần phải tính, đưa ra tính cái s gì bằng 1 cộng 2 cộng 3 và cộng n. Thì đơn giản như vậy thôi nhé. Cái bài này lấy đây là một cái bài rất đơn giản. Bây giờ tôi giải như sau nhé. Lấy giải đây, bài này chúng ta hoàn toàn rất giải trên máy tính là rất là dễ, nhưng mà tôi sẽ giải nó bằng gì, bằng cách chúng ta viết ra dưới cái dạng là gì, viết ra dưới cái dạng là mã giả hay là pseudo code nhé. Chúng ta viết là giải theo hai cách. Cách 1 là tôi gọi là lời giải tự nhiên. Chúng ta chú ý nhé, với các bài tập và tin học ấy, dù là tin học dạng giải toán đi nữa thì thường nó có nhiều lời giải lắm, nó có nhiều cách giải. Đấy. Thì chúng ta thông thường khi chúng ta đọc qua đề bài, chúng ta có thể giải bằng lời giải tự nhiên trước, sau đó chúng ta suy nghĩ sâu hơn, chúng ta sẽ tìm ra được cái lời giải khác hay hơn, nhanh hơn nha. Thì tiên là như thế này, vì tôi mô tả luôn, tôi viết luôn cho các bạn ghi. Chúng ta làm cái vòng lặp thôi, chúng ta tính thôi. Lời giải tiên là như này nhé. Đây là như sau, bây giờ tôi mô tả luôn cái mã giả luôn nhé. Đây, trong mã giả đó bắt buộc phải có cái chữ là input và output. Chúng ta chú ý nhé, input là đầu vào, output là đầu ra. Thì với cái bài này của chúng ta thì đầu vào chúng ta chính là n, đây, đầu ra là s. Chúng ta làm như sau, đây chúng ta làm cùng nhau làm nhé. Input này, dòng đầu tiên nhé, input này n đó, sau đó chúng ta sc, chúng ta bắt đầu cho sc bằng 0, chúng ta đặt k bằng 1, được chưa? Và sau đó chúng ta sẽ lặp đúng n lần, chúng ta dùng vậy là repeat n lần. Và chúng ta viết như sau, chúng ta viết là sc bằng là sc cộng với k, và chúng ta tăng k lên một đơn vị. Đây, thuật vào thôi. Là sau vòng lặp này là xong, tính xong sc và đây đầu ra chúng ta output sc.
Thì đây chính là cách viết lời giải của bài toán trên. Viết dưới dạng gì? Viết dưới dạng là mã giải. Đây chính là mã giải đấy nhé. Đây, đây chính là lời giải, chính là mã giải. Cái bài này dễ, chúng ta là không cần, chúng ta là không cần gì, chúng ta không cần phải lập trình trên máy tính nữa. Thế này cho nhìn vào chúng ta thấy là đúng rồi. Nó rất là đơn giản. Chúng ta thiện theo đúng n bước. Mỗi bước như vậy chúng ta tăng s một giá trị bằng k, và chúng ta tăng k lên một định vị. Cứ như vậy từ đầu chuyến đúng n bước là xong, là thiện xong cái bài này. Đây là lời giải tự nhiên nhé. Bây giờ sang lời giải số 2. Chúng ta vì đây là một cái bài toán cho nên là cái cách 2 là chúng ta sẽ giải một lời giải khác. Chúng ta tính cái tổng kia bằng dùng công thức tường minh để chúng ta giải cái bài toán trên như sau. Thì cách 2 như sau này, chúng ta nhớ lại cái cách tính tổng như này này. Đó. Thì cái này các bạn làm nhiều các bạn làm quen thôi. Thì chúng ta có công thức sau đây. Chúng ta có công thức sau nhé. Có công thức sau là 1 cộng 2 cộng vân 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 cộng n là bằng gì? Bằng là n nhân n cộng 1 chia 2. Đấy, đây là công thức chúng ta đã biết rồi. Đấy. Công thức này thì các bạn sẽ phải muốn tìm hiểu nó, các bạn sẽ phải tìm hiểu cái môn toán. Và cái công thức này này, công thức này là công thức được học trong chương trình toán lớp 7, lớp 8 cơ. Tiểu học không hề có công thức này nhé. Công thức này là công thức mà có của trong chương trình toán lớp 6, tôi không nhớ lớp 6 hay lớp 7. Hay lớp 8 thì nữa không nhớ, nhưng mà phải lớp 7, 8 thì mới hiểu được. Tuy nhiên, ở tiểu học chúng ta có thể dùng công thức này. Chúng ta làm nhiều chúng ta quen thôi. Thế đây là công thức rất quan trọng nhé. Đấy. Thế nhưng mà bài này chúng ta làm đơn giản như sau. Đây, giải cái giải như sau. Chúng ta dùng công thức tường minh chúng ta làm. Lời giải như sau nhé, lời giải đây. Lời giải cách 2 của bài toán là như sau, rất đơn giản. Là input là n và output chính là n nhân với n cộng 1 chia 2. Đấy. Rất là ngắn. Như vậy cái lời giải 2 chỉ có 2 dòng. Lời giải 1 nó có nhiều dòng hơn. Giải 1 là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tôi viết ra đây cho nó dễ nhé. Thì tôi viết là đây là 1 này, đây là 2 này, đây là 3 này, đây là 4 này, 5 này, đây là 6. Lời giải 1 nó có 7 dòng, lời giải 2 có 2 dòng. Tuy vậy các bạn thấy không? Là thật ra là 7 hay là 2 nó thật ra không quan trọng. Quan trọng thì tôi kiểm tra xem lời giải nào là nhanh hơn nhé. Lời giải 1 này này là chúng ta lặp lại là n lần. Như vậy lời giải 1 này là nó sẽ mất thời gian, cái thời gian chạy của nó là như thế này. Để tôi mô tả cho bạn xem nhé. Thời gian chạy của chương trình 1 ấy là nó tương đương với, nó tỷ lệ với n. Hay là nó có thời gian chạy là bằng một cái hằng số c nhân với n. Đấy. Thân chạy vì nó lặp n lần mà đây nè. Còn cái bài số 2 này, cái lời giải 2 của chúng ta là nó giải 2 này nó thì nó rất là nhanh, nó chỉ có đúng một lệnh thôi, chứ lời giải 2 là nó nhanh. Thời gian là tức thời. Thời gian là hằng số c là nó gần như tức thời, rất nhanh. Như vậy là cái lời giải này thì cái bài số 2, lời giải 2 là nhanh hơn rất nhiều lần so với lời giải 1, hay là tối ưu hơn. Lời giải nhanh hơn rất nhiều nhé, lời giải nhanh hơn. Đấy. Như vậy là các bạn thấy cái bài này là cái bài mà nếu ta cho ta dùng cái tư duy bình thường của tin học, chúng ta giải cách 1 rất là dễ hiểu. Nhưng cách 2 là chúng ta sử dụng công thức toán học thì nó nhanh hơn rất là nhiều lần. Và lời giải 2 chính là giải tối ưu nhất vì nó có thời gian chạy là tức thời. Nó là một hằng số. Yeah. Đấy, các bạn hình dung không nào? Nhưng mà tôi vừa mới làm nhanh một cái bài toán số 1 nhé. Bây chúng ta làm sang ví dụ bài số 2. Chúng ta sẽ làm ví dụ một vài bài trước ở mức độ là đơn giản trước nhé. Bây giờ tôi sẽ mô tả sang cái bài số 2. Đây, bài số 2 là như thế này. Bài số 2 để chúng ta có cái hình dung nhé. Đây, bài số 2 như thế này. Bài số 2 là như sau nhé. Ví dụ 2 khó một chút so với ví dụ 1.
Đây, ví dụ 2. Chúng ta vẫn cần phải phải tư duy một chút nhé. Ví dụ 2. Ví dụ 2 thì cũng có thể chúng ta sẽ làm, chúng ta vừa làm trên giấy, chúng ta vừa gì? Chúng ta vừa chạy trên máy tính nhé. Ví dụ 2 như sau. Ví dụ 2 làm là cho chiếc, cho chiếc các cái số tự nhiên. Các cái số tự nhiên A, B, C cho chiếc nhé, đều lớn không cả nhé. Bây giờ cần là giải, giải cái phương trình sau. Phương trình là AX cộng với BY bằng C. Ở đây là giải là cái gì? Cần tìm tất cả các nghiệm X, Y là các số nguyên lớn hơn bằng 0. Cần tìm, cần tìm tất cả các cặp số, cặp số nguyên lớn hơn bằng 0 x và y thỏa mãn phương trình này, được gọi phương trình này gọi là 1 nhé, thỏa mãn 1, thỏa mãn 1. Để lấy được như vậy. Được chưa? Cái đây là bài toán mà cũng rất là khó đấy, cũng tức là bài này, cái bài này, cái bài này là cái bài nó phải tương đương với là học lớp 8 mới hiểu được, nhưng mà rất nhiều, mà rất nhiều các nhà trường đã cho các bạn em làm cái bài bài này. Đây thì là giải như sau nhé. Chúng ta phải sửa một chút chúng ta mới làm được. Để giải như sau nhé. Chúng ta thấy bài này chúng ta tư duy như sau là chúng ta nếu biết x rồi thì y chúng ta tìm được thôi. Bây giờ tài liệu như này nhé. Là nếu mà nếu mà biết trước x gì thì suy ra là y tính được theo công thức sau. Tính theo công thức như này là đây này là tính được theo công thức sau đây này. Theo công thức sau. Tất nhiên là với điều kiện là phải là nguyên, là y sẽ bằng gì? Y sẽ bằng gì? Bằng là c trừ đi ax chia cho b, y bằng c trừ đi ax và chia b. Đấy. Tức là với điều kiện đây phải là số nguyên. Tức là a c trừ ax là phải chia cho b. Đó. Nhưng mà chúng ta dẫn đến việc chúng ta chỉ cần tìm x gì thôi. Thì x gì sẽ nằm trong cái giải đó, chúng ta sẽ tìm tất cả các nghiệm để thỏa mãn. Thì chúng ta làm như sau nhé. Đây là cái điều mà chúng ta suy luận thôi, để chúng ta làm tiếp này. Chúng ta có nhé, đây chúng ta có là gì, là ax gì? Suy luận này, chúng ta suy luận nhé là ax gì? Sẽ bằng là c trừ dbi, đúng không nào? Vì b và y đều là số nguyên dương cả, cho nên cái này nó phải nhỏ hơn hoặc bằng c. Đấy, thấy không nào? Vì là bi là b là số dương, y cũng là số nguyên dương, cặp số nguyên dương mà số nguyên lớn bằng 0 này, cho nên là bi là phải lớn bằng 0, suy ra là cái c chỉ bi thôi, nhỏ bằng c. Vậy suy ra cái gì? Vậy suy ra như sau. Vậy suy ra là ax gì phải nhỏ hơn hoặc bằng là c, hay là x gì nhỏ hơn hoặc bằng là c chia cho a, đúng không nhỉ? Vậy suy ra như sau. Như vậy x gì là nguyên, vậy suy ra là x gì sẽ nhỏ hơn hoặc bằng là cái phần nguyên của nó, tức là phần nguyên là tác hiệu như này nhé, là c chia a. Mà chính cái này chính gì? Cái này chính làm cái này nó chính bằng công thức của nó, chính bằng là floor, chúng ta nhớ lại nhé, floor của c chia a. Đó. Như vậy suy ra như sau. Vậy suy ra là x gì là chạy như sau. X gì chạy từ 0, 0 nhỏ hơn hoặc bằng x gì và nhỏ hơn hoặc bằng cái số này. Cái số này nhé, c chia a. Tôi gọi cái số này là, tôi gọi số này, tôi hiệu số này là số m nhé. Thì ta có này, to là 0 nhỏ hơn hoặc bằng x gì nhỏ hơn hoặc bằng m. Đấy, như vậy là m x chạy từ 0 cho đến m, thấy không nào? Đấy, thì chúng ta làm như sau nhé. Như vậy với x chúng ta tìm được y, vậy chúng ta là làm như sau. Vậy lấy giải lại như sau nhé, lấy giải như sau. Để
chỉ đây này, thì là tạo như sau nhé. Chúng ta mô tả cái hay của cái việc chúng ta làm viết lời giải bằng pseudocode ấy, chúng ta có thể viết làm nhiều mức, là nhiều bậc. Đầu tiên chúng ta viết lời giải ở cái dạng sơ khai đã. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ làm miệng dần, chúng ta viết lời giải ở cái dạng chính xác hơn. Và khi chính xác rồi, chúng ta có thể chuyển sang bằng lập trình. Bây giờ tôi mô tả nhé, bài này nhé. Bước 1 tôi làm như sau. Đây, mô tả. Input là chính là A, B, C. Được chưa? Rồi, sau tôi đặt M bằng cái gì? M chính bằng cái này. Đây này, M chính bằng cái này này. Đây, M cái này. Hay là chính bằng là floor của CGA này. Đó nhé. Thì M bằng cái này. M chỉ bằng viết cho nên dễ, C chia A. Khi tôi viết mã giả thì quy định của tôi là nha, quy định là chúng ta dùng hai cái chéo như này, và phần sau này là phần đây là phần chú thích, chú giải nhé, của lệnh. Thì đây chính là M viết bằng lệnh của Scratch bằng là floor của C chia A. Được chưa? Rồi, sau đó là như sau. Sau đó chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ đặt x thì bằng 0 trước này, bằng 0 nhé. Đấy. Và chúng ta repeat là m lần, m cộng 1 lần, vì chạy từ 0 cho m thì m cộng 1 lần. Và chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ kiểm tra xem là y có nguyên hay không. Chúng ta làm như sau nhé, các bạn đợi tôi một chút. Alo. Yeah. Biết nhanh ở đây nhé. Sau đó là các bạn sẽ tôi phải xuống nhà một tí tẹo, đợi rút nhé. Đây là y là cái này này, C chia B nhé. Đây, kiểm tra như sau nhé. Đây này, tôi viết luôn cho các bạn xem cái này nhé. Là với mỗi mỗi x thì tôi if được không? If mà đây này, tôi kiểm tra một chút, tôi đợi. If mà đây C trừ AX, if mà C trừ đi AX, trừ đi A nhân X gì? 1 B bằng 0. Đấy. Bằng 0 thì tôi mới làm. Đấy. Thì tôi mới tính như sau. Tức là chế tôi tính là y bằng là C trừ đi A nhân với X gì? Xong tất cả tôi chia cho B. Đấy. Và tôi đưa ra ngoài, tôi output cái cặp số X, Y ra ngoài. Đấy. Và đây tôi viết là X gì? Bằng X cộng 1. Được chưa? Thì đây chính là cái lời giải dạng là thô. Đấy. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang lời giải chi tiết thì như thế nào? Đấy, thì các bạn để tôi một chút nhé, việc các bạn cứ ngẫm nghĩ cái này đi. Và chúng ta sẽ chuyển cái này sang lời giải chi tiết, sau đó chúng ta chuyển lên lập trình. Bây giờ để tôi một chút, tôi phải chạy xuống nhà một tí tẹo, tôi lên ngay nhé. Bạn đợi tôi khoảng 3 phút thôi nhé. Tôi sẽ lên ngay nhé. Rồi.
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp tục nhé. Thực ra cái lời giải này cũng đủ rồi để chúng ta có thể giải được rồi. Nhưng bây giờ tôi muốn cho nó rõ ràng hơn nhé. Đầu bài của chúng ta là yêu cầu là gì? Yêu cầu là in ra tất cả các nghiệm của cái phương trình này. Bây giờ ở đây nó ghi cái này là chỉ in ra một nghiệm thôi, là mới nào mà in ra tất cả được. Chúng ta sửa lại một chút nhé. Thì bài này có thể nó có nhiều nghiệm mà. Thì chúng ta sẽ, mỗi khi chúng ta tìm được y, chúng ta sẽ bổ sung cái này này vào trong cái nghiệm mà chúng ta muốn đưa ra. Mình tôi sửa lại như sau, sửa lại một chút thôi là được nhé. Mình tôi sửa lại và tôi sửa lại lời giải cho thật chính xác, sau đó tôi sẽ chuyển sang chương trình. Đây là lời giải chính xác nhé, lời giải chính xác này thì tôi làm như sau nhé. Đây, đầu tiên vẫn là input này, input A này, B này, C này. Đấy, tôi cho nó nhỏ lại, tôi nhìn cả trên nhé, cho nó dễ nhé. Đó. Đấy, được chưa? Đấy. À, sau đó như sau này. Sau đó là như sau. Sau tôi sẽ viết, tôi sẽ đưa cái nghiệm vào cái sâu SC. Để tôi viết SC bằng sâu rỗng. Sâu rỗng. Được nhé, đó. Sau là M. M. Tôi viết chỉ là bằng cái hàm là floor.
floor của C chia A. Được chưa? Sau là x gì bằng 0. Bằng 0. Rồi bây giờ tôi sẽ mở lên tôi nhìn. Đấy, nhìn nó dễ nhé. Bằng 0 này, xong tôi repeat m cộng 1 lần. Đấy. Xong tôi kiểm tra đây là if và c trừ đi a n x gì mod b và bằng 0. Đấy. Thì tôi đặt như sau. Thì tôi đặt y bằng gì? Y bằng c trừ đi a nhân với x gì? Tất cả chia b. Đấy. Sau đó làm như sau. Tôi sẽ phải đẩy cái xy này vào trong kinh nghiệm. Thì tôi biết là s gì? Bằng s cộng như sau đó, cộng như sau chính là x gì và y đây. Đấy, viết như này này. Đấy. Trong cái này là x gì? Bằng x cộng 1. À, ở đây cùng tôi output ra ngoài. Output đây là S. Đây chính là kinh nghiệm mà là giả chính xác nhé. Đó. Các bạn thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải cái tôi làm ngay trên màn hình trên máy tính nhé. Bây giờ tôi chuyển sang kia, tôi sẽ copy sang đây. Nhìn dễ nhé. Bây giờ như sau. Tôi giả trên mình này nhé. Tôi sẽ copy cái giải lúc nãy tôi copy ra ngoài cho ta hình dung này. Đấy, thì như sau này. Vì tôi tạo ra các cái biến nhé. Biến này, cái biến của chúng ta là A này. A này. B này. Yeah. Đây là C này. Chúng ta cần một biến là biến gì? Là cái biến là x gì? Biến thứ hai là y nhé. Yeah. Và cái biến nữa chúng ta dùng là biến s gì? Một cái biến nhớ nhé. Đó. Đây là như vậy là cái biến nhớ chúng ta cần đây này. Đó. Được chưa? Bây giờ tôi làm luôn chương trình của chúng ta nhé. Đây. Chúng ta nhập vào ba số ABC độc lập với nhau nhé. Để làm như sau, dùng lệnh này. Nhập số A này. Nhập số tự nhiên A nhé. Đấy. Sau đó tôi sẽ phải đưa cái này vào set A bằng cái này. Được chưa? Sau đó tôi copy làm 3 lần. Cái số 2 ở đây chính là B nhé. Số 2 là B. Và sửa cái này là B. Không to thì chúng dễ nhìn. Đấy. B. Sau đó tôi là copy tiếp theo sang cái này là C nhé. Đây là C. Và ở đây chính là C. Đó. À, tôi cần thêm một số biến là biến M này nhé. Biến M để mô tả. Được rồi. Sau tôi làm như sau. Tôi đặt là tôi viết tiếp theo tôi tính M. Giờ nhớ lại. M là bằng C chia A. Lấy phần nguyên của nó. Là cho dùng cái hàm này. Hàm floor này. Đấy. Cái hàm floor nhé. Cái hàm này này. Floor này, đấy, hàng floor nhé. Ở trong cái nhóm là nhóm các phép toán nhé. Đây, floor này. Floor là cái gì? Floor là C chia A, phép chia đây này. Đấy, phép chia nhé. Và tôi lấy C chia cho A, C đây, C chia cho A. Đây chính là M nhé. Đấy. Sau tôi đặt bắt đầu đặt x gì? Chỉ đặt bằng 0. Đấy. Và tôi repeat là bao nhiêu lần? Tôi repeat m cộng 1 lần. Đây, tôi repeat. Từ 0 trở đi mà. 0 cho đến m. Vậy là m cộng 1 lần. Tôi làm cái phép này. Phép cộng đây này. Đó. Repeat bao nhiêu? Repeat là m. Đây. Cộng 1 lần. Chứ tôi kiểm tra nhé. Các bạn chú ý, tôi làm thêm một lệnh nữa là đặt thêm cái sc nữa. Sc là kinh nghiệm. Sc đây này. Là sâu rỗng. Tôi làm như sau. Đầu tiên tôi bấm đây, tôi bấm delete xóa này. Đấy. Nhưng mà khi xóa như này thì máy hiểu đây là một cái sâu rỗng nhé. Nên chúng ta đặt cái này ở ngay
ngay trên cái này đó, ngay sau cái C này nhé. Đấy, được chưa? Đấy. Ở đây nhé, lập này tôi kiểm tra này, lệnh if này, if nhé, if mà nếu mà C chữ AX mốt B bằng 0, đây tôi đang dùng thuật toán nhé, đây là bằng này, dấu bằng này nhé. Đây là 0 này, chúng ta dùng phép là phép mốt nhé, này, mốt đây này nhé. Mốt cái gì là mốt thì ở chỗ này là B, bên này là B, còn chỗ này này đây là đưa vào đây này. Đấy, thấy chưa, chỗ này chính là C trừ AX gì, như vậy là vừa là một phép trừ C trừ đi A nhân X gì đây nhé. C đây này, C nhé, trừ đi A X gì, trừ đi A nhân x gì, đâu rồi, x gì ở đây nhé, đó, chúng ta đưa cái này vào đây, đây là C chữ x gì, đây là C chữ x gì là đây, đó, mốt b bằng 0, nếu như là cái này, đó, thì chúng ta đặt b bằng y bằng, y bằng C chữ x gì mà chia cho b, đây là một phép chia này, chia đây, đấy, chia nhé. Trên này bên này chính là cái này B đây này, đây là B nhé, còn cái này chính là cái này C chứ A C. Đấy, đây mà xong rồi xếp cái này rồi, sau đó chúng ta phải bổ sung cái cặp XY này vào S gì. Tôi làm như sau, tôi đặt S gì đây này, S gì này, S gì tôi nối nhé, S thì tôi nối như sau, cứ là các bạn chú ý, tôi phải nối rất nhiều đấy, nối như sau này, nối với đây tôi là cái này mà tôi làm join, nối nhân nối cái gì này, nối S thì với cái mở ngoặc x thì phải y, đây sẽ phải nối rất nhiều nhé, để tôi nối này, mở ngoặc này, sau đó là x gì này, chúng ta chịu khó nhé, đây là mở ngoặc này. Đây là x gì, là đây là phẩy này. Đã làm nhé. Đây là mở ngoặc nhé. Đây là mở ngoặc này nhé. Ở đây là x gì này, phẩy y phải đóng ngoặc. Đây phải có như vậy cho là 1 doanh, 2 doanh, 3, 4 doanh nhé. Ở đây là x gì này. Ở đây là x gì nhé. Đây này, nối hết nhé, nối này. Đấy, nối nhá. X gì ở đây là phẩy này. Phẩy này. Xong ở đây là y này, y này, ở đây là đóng ngoặc. Và cái chúng ta nối nó vào đấy. Đấy. Doanh của cái S với cái này chúng ta đưa vào đây đấy. Được chưa, và xong hết rồi thì chúng ta đưa ra, chúng ta dùng lệnh là xây, chúng ta đưa ra đấy. Xây đưa ra cái S gì. Đây, đây chính là cái đề giải của nó nhé, đề giải đây. Đấy. Bây giờ tôi thử một tí, tôi thử cho các bạn thử nhé. Đây, bây giờ tôi làm đơn giản đấy nhé. Như tôi làm tí đơn giản, tôi thấy là A này, A là 1, B là 1 và C là 1 nhé. Sẽ là bằng là bao nhiêu nhé. Như vậy là X có Y bằng 1, nó ra như này. Nó ra là 1, 0 và 0, 1, thấy không nào? Đấy, tôi cảm nghiệm của nó đây. Ở đây trường hợp, đây là A bằng 1, B bằng 1, đấy, ra cái này. Tôi thử tiếp nhé, A bằng 1, B bằng 2 và B, C bằng 3 nhé. Để ra cái này à, thật ra tôi chờ là vô nghiệm. Tôi viết là đây là 2 và C là 2, C là 4 thì rất nhiều nghiệm. Đây tôi chưa kiểm tra xem là vô nghiệm hay là không nhé. Đấy, ở đây có thể làm thêm một ít nữa là nếu S thì là rỗng thì tôi viết ra là vô nghiệm, không sao, không quan trọng. Nhưng mà S thì là rỗng thì sẽ là vô nghiệm. Đó, nhưng mà đây là một lời giải nhé, vì tôi lưu lại cái lời giải này để chúng ta có hình như đây là một cái bài tập đơn giản thôi, giải phương trình, nhưng mà ta giải bằng cái gì? Nên tôi tìm ví dụ lớp chúng ta nằm ở đâu, tôi có một cái thư mục riêng cho lớp chúng ta rồi đấy. Thế mà nằm ở đâu thì tôi lưu lại nhé.
Đây này. Hôm nay là bài 1 nhé. Đấy. Là cái bài là giải phương trình. Một cái ví dụ đầu tiên mà chúng ta. Cái bài này các bạn về nhà các bạn làm tiếp tục nhé. Làm các bạn làm thêm cái tính năng là nếu SC là rỗng thì thông báo là vô nghiệm. Còn SC là không rỗng thì chúng ta không thông báo nghiệm ra ngoài. Cái này là phần về nhà các bạn làm nhé. Có thể là thời tiết đơn vị thành bài tập luôn cho ta hình dung nhé. Một cái bài tập như thế này. Bài này chúng ta có thể dưới dạng các bài tập như sau. Hay là phần mở rộng. Một bài tập trên nhé. Chúng ta làm một cái phương án. Chúng ta vẫn là cái bài tập trên. Chúng ta giải thêm theo hai phương án sau đây. Phương án thứ nhất là chúng ta là thông báo là vô nghiệm. Nếu phương trình là vô nghiệm hay là nếu S bằng rỗng. Bằng rỗng thì là còn S có nghiệm thì chúng ta vẫn thông báo như bình thường. Ý thứ hai, chúng ta mở rộng thêm. Ý thứ hai là không cần thông báo nghiệm chính thức mà chỉ cần thông báo là số nghiệm thôi. Đầu ra, output đầu ra của chúng ta, yêu cầu đầu ra của chúng ta là thông báo số lượng nghiệm. Thông báo số nghiệm. Số nghiệm của phương trình. Như vậy nếu mà vô nghiệm thì chúng ta thông báo là gì? Là không. Là không nghiệm của phương trình. Còn nếu có, chúng ta đếm số nghiệm mà chúng ta thông báo là 3 4 5. Đầu ra như vậy là đầu vào là ABC, đầu ra là một số K, thông báo K chỉ là cái số lượng nghiệm của phương trình. Nếu mà bằng 0 thì là vô nghiệm, còn nếu mà lớn 0 thì là có nghiệm. Được chưa? Đó thì như vậy đây là cái một ví dụ đầu tiên tôi muốn cùng chúng ta cho làm. Bây giờ chúng ta sẽ làm sang như vậy vừa rồi là chúng ta làm thử một cái vài bài mẫu đơn giản nhé, đơn giản. Để cho thấy như vậy một cái bài tập mà giải toán chúng ta cái khác biệt rất lớn là chúng ta hầu hết chúng ta đều giải trên giấy hết, chúng ta tư duy toán học. Vì các bài toán ấy, dạng giải toán ấy đều là các bài có tư duy toán học hết. Cho nên chúng ta hầu hết chúng ta sẽ phải giải trên giấy là chính, cho nên chúng ta rất cần cái giấy là như vậy. Vì các bạn phải khi làm cái bài tập liên quan đến giải toán ấy thì chúng ta phải cố gắng để tư duy nó ở trên giấy. Các bạn chú ý nhé, rất quan trọng, một chút này rất quan trọng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu làm sang cái phần khó hơn, khó hơn thôi nhưng không phải là khó nhất. Chúng ta làm một số bài toán mà trong các đề thi tin học trẻ toàn quốc nhưng mà nó ở cái dạng mà dễ. Hôm nay chúng ta chỉ giải cái bài dễ trước, còn những bài khó chúng ta sẽ làm sau. Càng về sau nó sẽ càng khó dần lên nhé. Bây giờ tôi sẽ tìm cái bài mẫu. Thì tôi hầu hết tôi sẽ tìm những cái bài giải trong cuốn sách của tôi đấy, trong cuốn sách mà các bạn đã có đấy, về đã có rồi thì chúng ta cùng nhau giải. Thì tôi trước nhất tôi tìm tôi đây vì chúng ta làm sẵn sàng tôi giải một số các bài tập mà trong sách của tôi giải hơi bị nhầm thì tôi muốn giải đây và cũng đồng thời cũng là cái đính chính luôn nhé. Bây giờ chúng ta giải sang phần tiếp theo, chúng ta sẽ giải ví dụ nhé, ta giải một số cái bài tập trong cuộc thi tin học trẻ toàn quốc nhé, các năm trước nhé. Thì bài 1, cái bài đầu tiên là tôi sẽ làm cái bài số 2 trong sách, là cái bài 2, bài số 2 ở trong sách tôi sẽ viết nhanh là sách đề thi, tôi viết nhanh là đề thi von 2 nhé của tôi đấy. Thì cái bài 2 này là bài 2 trong sách tôi viết hơi bị nhầm một chút về lời giải. Bây giờ tôi giải lại chính xác, coi như là một cái đính chính luôn. Bây giờ tôi sẽ copy đây. Tôi sẽ copy cho các bạn cái đề bài, chúng ta cùng xem, chúng ta cùng giải ngay trên màn hình nhé. Đây. Đợi tôi một chút nhé. Tôi phải chạy cái Zalo lên đã. Để tôi bật cái Zalo lên để tôi...
Để tôi một chút thôi, tôi copy màn hình cho nó dễ, không là rất là khó nhé. Đây, để tôi sẽ copy màn hình cho chúng ta hình dung nhé. Đây, cái bài này đây. Đây nhé. Đây, cái bài này này. Đây là cái bài mà đề thi năm 2021 nhé. Nó gọi là số một số nhé. Đấy. Đây thì số một số là số tự nhiên mà các chữ số của nó là giống nhau. Đấy, giống nhau. Được chưa? Tự nhiên là giống nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cho trước số n cần phải đếm số lượng các số là số một số bé hơn bằng n. Đầu vào là 15, đầu ra phải là 10, đầu vào là 111, đầu ra là 19. Được chưa? Đấy, chúng ta cùng nhau giải cái bài toán này nhé. Cái số một số là số gì? Là cái số mà các số là giống nhau. Được chưa? Đó. Thì cái lời giải tự nhiên là như thế này. Bây chúng ta cùng nhau giải. Cùng nhau tìm lại bài này nhé. Lời giải này. Chúng ta làm cách 1 đã. Cách 1 là cách tự nhiên nhé. Là cách tự nhiên. Là cách tự nhiên. Là chúng ta cho cái số một số k chạy từ 1 đến n. Nhé. Chạy từ 1 đến n. Và chúng ta kiểm tra xem k có phải là số một số hay không. Nếu có thì chúng ta đếm. Và cuối cùng chúng ta đưa ra cái đáp án là cái chuyện là đếm đó. Nhưng cách là cách rất tự nhiên là chúng ta kiểm tra tất cả các số tự nhiên từ 1 đến n, kiểm tra xem có bao nhiêu số trong số đó là số một số. Mà số một số là gì? Số một số là số mà các chữ số là phải giống hệt nhau. Rất đơn giản. Thì cách làm là như sau nhé. Đây tôi cách 1 là chúng ta làm như sau. Cách 1 là cách rất tự nhiên, rất là dễ hiểu và tất cả ai cũng làm được là như sau. Chúng ta làm như sau. Đây. Nhé. Yeah. Là chúng ta làm như sau, chúng ta là input này. Input là n. Được chưa? Chúng ta dùng cái biến đếm gọi là biến cao đi. Biến cao tôi đặt bằng 0 nhé. Đấy, đặt bằng 0. Và tôi như sau, tôi đặt k bằng 1 và tôi repeat n. Và sau đó kiểm tra nếu if k viết tiếng Việt nhé, a là số một số, tôi viết đơn giản đấy, số một số tôi viết là nhanh nhé, thì tôi cộng cao bằng k cộng 1. Được chưa? Đấy. À, cộng 1 và sau đó tôi để tôi tăng k lên 1, k bằng k cộng 1. Kết quả khi tôi kết ra tôi viết output ra ngoài là cao đếm. Đấy. Thì đây chính là cái lời giải tự nhiên rất là dễ hiểu, được chưa? Thì đây nó có một chỗ này thôi, là có cái chỗ kiểm tra là nếu k là số một số thì chúng ta cần viết một cái hàm, viết một cái thủ tục. Đây chỗ này, cần viết một thủ tục để kiểm tra xem k có là số một số hay không nhé. Tôi làm thủ tục, ví dụ là số một số k như thế này. Đấy. Cái thủ tục này nó sẽ kiểm tra xem là k có là số một số hay không. Nếu có thì tôi lưu vào một cái biến là biến kq. Biến kq là bằng 1 nếu k là số một số, còn bằng 0 nếu k không là một số. Nếu k một nếu k là số một số. Đó. Thì cái hàm này, cái thủ tục này thì viết rất là nhanh. Rất nhanh nhé. Đấy. Thì đó, đây là cách 1 nhé. Thì cái bọn này chúng ta có lẽ chúng ta sẽ viết
Bây giờ tôi sẽ viết ra một tôi sẽ viết ra chi tiết cái thủ tục này, và có thể tất nữa tôi sẽ viết lại cái này ở trên và trên máy tính và kiểm tra xem như thế nào nhé. Đây là cách làm rất đơn giản, rất là dễ hiểu, được chưa? Rồi bây giờ tôi viết lại cái hàm này. Cái thủ tục này là nó có biến KQ kết quả, thì cái hàm này là cái thủ tục này viết riêng, đầu vào là K, đầu ra là KQ. KQ đầu ra là 1, nếu K là số một số, còn ngược lại thì K không là một số. Tôi viết thêm phần kia nhé, đây tôi viết thêm cái hàm này chỗ này này. Đấy. Thì tôi viết cái thủ tục riêng nhé, như sau. Cái thủ tục là số 1 số nhé. Đầu vào là K là như sau. Đây viết ở đây này đấy nhé. Thì đây là một thủ tục riêng mà, cho nên nó vẫn có là đầu vào input của nó là K. Input là K. Được chưa? Và là thì là như sau này. Tôi đặt cái KQ, kết quả KQ tôi đặt tôi bằng 1 nhé. Đặt trước bằng 1. Xong tôi làm như sau. Tôi chỉ việc kiểm tra xem là tôi kiểm tra các cái chữ số của nó nhé. Nếu mà các chữ số của nó mà là nó chỉ cần nó khác nhau thôi thì là suy ra là gì? Suy ra là cái số K là không là một số. Còn các chữ số nó bằng nhau hết thì nó là một số nhé. Rồi tôi làm như sau này, đây. Tôi chỉ phải kiểm tra với chỉ số đầu tiên thôi nhé. Thì tôi làm như sau, đây tôi làm như này nhé. Tôi viết là C là cái số đầu tiên. Đây là chỉ bằng là cái chữ số đầu tiên của nó, đây là 1. Kiểu này là cái số đầu tiên của K nhé. Đó. Xong tôi viết là Y. Y tôi đặt bằng 1. Được. Thấy chưa? Đó. Sau là như sau. Sau đó tôi là như sau, tôi nhanh nhà tôi dùng lệnh repeat. Repeat là có thể là được cho nó đơn giản. Length của K. Cái length này như này nhé, vì là bản thân K là một số thôi nhưng mà là nó hiểu là một sâu, tôi biết len chứ là cái hàm là độ dài của cái sâu K đấy nhé. Thì biết K thì như sau nhé, là B là if này, if mà C mà khác với K Y, chỉ cần nếu mà có một chỉ số Y mà chỉ số Y khác C, lập tức tôi đặt KQ bằng 0. Và đây tôi tăng y lên một đơn vị, y bằng y cộng 1. Và cái này là output của nó chính là gì? Chính là KQ. Đây chính là cái thủ tục để tính cái hàm. Thì với cái thủ tục này thì bây giờ tôi có thể viết lại cái chương trình này, viết lại chương trình này cho dễ hơn nhé. Đây thủ tục được chưa? Bây giờ tôi sẽ viết lại như sau. Bây giờ tôi sẽ viết lại, tôi sẽ em để viết cho nó nhanh nhé. Đây cái thủ tục này, tôi đóng khung lại ở đây nhé. Đó. Bây giờ tôi sẽ viết lại cái hàm của chúng ta, cái chương trình chính, lời giải chính đây. Đấy. Tôi viết lại lời giải ở đây nhé, lời giải đấy tôi viết lại này, tôi viết lại đây nhé. Đấy, lời giải chính thức này, lời giải chính thức là như sau nhé. Luôn đây cho nó dễ. Đấy. Input là n. Được chưa? Đây. Viết cho nó nhanh nhé. Đấy. K bằng 0, K bằng 1 đây. Viết luôn đây nhé. Cho nó nhanh. Thì tôi được cao 0. Viết luôn cạnh cho nó dễ, K bằng 1. Các cái phép gán để cạnh nhau nó cũng được, không sao hết nhé. Sau đó đây là repeat n lần. Xong chạy gì, chạy cái hàm là số, chạy thủ tục là số
một số k. Đấy, chạy lại cái hàm bên cạnh này này, chạy lại cái hàm này nhé, đây này, đó, thủ tục này này, chạy bên bên cạnh này nhé, hãy vào tôi kiểm tra. Đấy. Được chưa? Xong rồi đây là nếu nhé, if này kq bằng 1 thì tăng cao lên một đơn vị, cao bằng k cộng 1. Được chưa? Đấy. Và cuối cùng tôi tăng cuối cùng tôi đưa ra, cuối cùng tôi output ra ngoài. Output. Output k. Đây là chính thức nhé. Đây là chính thức của ta, chúng ta dùng cái hàm dùng cái thủ tục là số một số đây, chỉ là bên bên trái này. Được chưa? Nhưng mà đây là một lời giải cũng rất là hay, cũng rất là được. Nhưng mà lời giải này thì nó không chạy nhanh được, vì lời giải này nó phụ thuộc vào cái độ lớn của số n. Vì n mà lớn ấy, n mà rất lớn ấy thì nó rất là chậm. Thì nó rất chậm, cho nên lời giải này sẽ lời giải này sẽ không đúng theo yêu cầu của cái của các tác giả đưa ra. Các tác giả đưa ra, các bạn chú ý, nó có một ý như này này. Nó có một ý là nếu một cái số mà n mà là quá lớn ấy thì nó sẽ không chạy được. Đây không nói, chứ là tôi không ghi vào, thật nó có một cái ở đây, nó có một cái yêu cầu là ở đây nếu n là 10 mũ 9 rất lớn, nó chạy rất chậm thì nó không đủ, nó không thỏa mãn cái quyết định bài. Mà muốn bài này, ý của họ là muốn làm lời giải nhanh tức khắc cơ. Đấy, cho nên cái bài này là nó lời giải này vẫn đúng thôi, nhưng mà nó không được điểm, không được điểm tối đa. Bây giờ chúng ta sẽ làm cách thứ hai là chúng ta sẽ tư duy và chúng ta sẽ lời giải, tôi tìm lời giải thuần túy toán học. Chúng ta làm cách số 2. Cách thứ hai là chúng ta cùng tư duy, chúng ta sẽ tư duy toán học để chúng ta giải bài trên. Toán học nhé. Thì rất nhiều các cái bài thi học trẻ là nó phải dùng cái tư duy toán học này. Trên thực chất cái cuộc thi thi học trẻ hiện nay, giải toán này hầu hết đó là cuộc thi toán. Đấy, nó là đúng rồi. Thực chất nó chính là thi toán. Thì được, bây giờ tôi sẽ làm luôn nhé. Bây giờ tôi sẽ phải làm luôn cái bài số 2 chúng ta cùng làm luôn. Và lát nữa chúng ta sẽ viết lại cái lời giải của cả hai cái này. Chúng ta so sánh nhé. Sao như vậy với cách 1, cách 2 thì cách nào nhanh hơn nhé. Đấy. Thì cái cách 1, cách 2 như này là chúng ta chú ý nhé. Bây giờ chúng ta phân tích như này này. Bây giờ đây. Bây giờ chúng ta tính này, cái số số các số tôi kiệu cái loại tôi dùng nhanh, tôi kiệu là số một số, tôi sẽ ký hiệu trong đề bài của chúng ta, nó gọi là một digit, đúng không? Tôi viết là n1 nhé. Cách này, cái số n1 nó có một chữ số đấy, có một chữ số thôi thì nó là tất kỳ, nó là 1 này, 2 3 ôi giời, cái này nó bị sao, là 9, đúng không nào? Bây giờ số các số n1 nó có hai chữ số thì làm sao? Có hai chữ số thì nó là 1 1, nó là 2 2, và nó là 9 9 nhé. 9 9, vậy là nó chỉ có là 9 chữ số thôi, 9 chữ số nhé, 9 chữ số thôi. Hay là tổng quát gì? Tổng quát là như sau. Tổng quát là số các số có k chữ số bất kỳ. Đấy, thì nó chỉ là 9. Nó chỉ là 9. Đây là một cái luận rất rất quan trọng. Đấy. Cho nên chúng ta làm như sau này. Thế bây giờ như sau. Đây. Bây giờ cho chiếc n nhé. Input của chúng ta là n. Input của chúng ta là n.
Được chưa? Bây giờ giả sử k tôi đặt k bằng bằng cái độ lớn của cái độ dài của cái n là số chữ số của n nhé, a là length của n. Được chưa? Thì trong các số từ 1, 2 dãy chúng ta nhé, dãy mà đến n này, được chưa, trong các số từ 1 đến n đó chúng ta chú ý 1 đến n này đó, chúng ta chia ra thành các cái nhóm nhé, nhóm có các cái nhóm có 1 chữ số, nhóm có 2 chữ số, vân 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 vân, và nhóm có k trừ 1 chữ số, nhóm có 2 chữ số, nhóm có 1 chữ số, và nhóm có k trừ 1 chữ số, và cái nhóm cuối cùng ở đây là nhóm có k chữ số. Thì n nằm ở đây này, n nằm ở ngâm số ở đây này. Đấy, được chưa? Chúng ta tách các số, các dãy số từ 1 đến n, ta chia thành các nhóm, nhóm có 1 chữ số, nhóm có 2 chữ số, nhóm có k trừ 1, nhóm có 3 chữ số, nhóm có k trừ 1 chữ số, và cuối cùng là nhóm có k chữ số nằm ở cuối cùng. Được chưa nào? Thì trong số k số này thì n nằm ở đây này. Đấy. Thì chúng ta làm như sau. Ở cái chỗ này này, ở cái đoạn đầu này. Đoạn này này là số các số có 1 chữ số tính được ngay, nó chính là bằng là 9 nhân với k trừ 1. Vì chúng ta lại ở trên chúng ta đã thấy nhá, là số các số có k chữ số bất kỳ làm được 9 hết, 999 hết. Cho nên cái chỗ này này, tổng ở đây này, chúng ta thấy nó chỉ có bao nhiêu, nó chỉ có là 9 nhân k trừ 1 chữ số, rất là nhanh, chúng ta không cần làm gì cả. Được chưa? Còn chỗ này thì chúng ta làm như sau, chỗ này cho tính như sau nhé, đây này. Đó. Thì đây này, n là cái số mà có k chữ số nhé. Thì chúng ta tính, để tôi lấy ví dụ, tôi lấy ví dụ như là n bằng nhé. n bằng 7 này, sau đó là 7 này, sau đó là 5 này, sau đó là 4 này, 3 này, 6 này. Nhé. Thì số tôi là 7 ở đây nhé. Thì ta thấy rằng gì? Thì ta thấy là các số là 1111 nhé, các số là 111 222 và 666 các chữ số đấy. Thì tất cả số này là gì? Đều nhỏ hơn bằng n cả, cho nên các số này là thỏa mãn là cái số là số 1. Còn riêng số 7, riêng là 7 là 7 thì chưa chắc nó nhỏ hơn bằng n. Chứ sao chúng ta phải tính toán nhé, tính toán. Nếu số này mà nhỏ hơn bằng n thì suy ra là nó chính là 7, là chính là thỏa mãn. Còn nếu mà số này mà lớn hơn n thì chúng ta phải bỏ đi. Vậy suy ra gì? Vậy suy ra là số có số một chữ số từ 1 đến từ đây đến đây này là nó bằng gì? Nó bằng là cái chữ số đầu tiên, tôi kêu m là cái chữ số đầu tiên, m là bằng gì? M kiểu đầu tiên là bằng n1 nhé, n1 đó. Thì chúng ta làm như sau, chúng ta làm như sau thì số có số một số mà có k chữ số là như sau. Đầu tiên chúng ta thấy nhé, là có là m trừ một số có sẵn rồi, là như thế này này đó, là từ là 111 222 đến m trừ 1 Còn riêng số m, số thứ m thì tùy thuộc vào nó là cái số này, tôi kêu m tôi nối lại với nhau, tôi nối lại là k số nè. Đấy, thì nếu mà cái số m này mà nhỏ hơn n bằng n thì nó chính là số một số là cần phải tính. Còn nếu mà lớn n thì thôi nhé. Chúng ta làm như sau, thì là ở đây nhé, ở đây là nếu mà m mà nhỏ hơn nó bằng n ấy thì cái số m được tính
được tính. Còn nếu m này mà lớn hơn n thì không tính. Thì m số m này là không được tính vào. Không được tính. Không tính. Được chưa? Đó. Vậy ta suy ra như sau. Như vậy từ cái luận trên chúng ta thấy là cái bài toán này chúng ta viết lại cách lời giải 2 rất nhanh như sau. Cái lời giải 2 này có cái thời gian tính là tức thời, tức thời, tức là nó không phụ thuộc vào n luôn. Còn cái giải thứ nhất ấy là phụ thuộc vào n. Cái giải 2 là như sau. Chúng ta tính k là độ dài của n. Mà chúng ta kiểm tra cái số m đầu tiên, m là số đầu tiên của n và m lớn là tôi nối k cái số m lại với nhau. Thì nếu mà m nhỏ hơn n, nhỏ hơn n thì số lượng cơ số một số chính là 9k trừ 1 cộng với m nhỏ. Còn nếu mà m lớn hơn n thì chúng ta tính số lượng một số chính là 9k cộng 1 cộng với m trừ đi 1. Chúng ta có lời giải như sau. Lời giải 2 nhé. Lời giải 2 là lời giải tối ưu. Lời giải tối ưu nhanh nhất. Lời giải 2 này sẽ ai làm lời giải 2 này sẽ có cái điểm tuyệt đối, điểm số tuyệt đối. Nhưng mà vẫn phải như vậy, các bạn thấy vẫn phải giải bằng tư duy toán học. Lời giải 2 như sau này. Tôi mô tả chắc là giải 2 nhé, tôi biết là input này. Input n lời giải 2 này cho so với trong sách mà tôi viết nó sai một chút nhé. Chúng ta sửa lại theo lời giải của tôi viết ở đây là đúng này. Input là n nhé. Sau đó chúng ta làm như sau. Chúng ta đặt k bằng độ dài bằng length của n. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ đặt m nhỏ bằng cái chữ số đầu tiên của n. Một. Được chưa? Sau đó chúng ta đặt m lớn làm cái sâu rỗng. Đầu tiên m lớn làm cái sâu rỗng. Một cái sâu rỗng. Sau đó chúng ta repeat là k lần. Và chúng ta đặt m bằng m nối để nối sâu nhé, nối sâu với cái số m nhỏ. Đấy. Sau đó chúng ta làm như sau. Chúng ta kiểm tra nếu mà if m lớn n thì chúng ta sẽ phải giảm m lớn n, chúng ta giảm m nhỏ đi, m bằng m trừ 1. Đấy. Sau đó chúng ta output ra ngoài thôi. Chúng ta đáp số chúng ta như này. Output ra ngoài là 9 nhân với k trừ 1 cộng với m. Thì đây chính là cái đáp án cái lời giải 2 là giải chính xác nhé. Lời giải 2 có cái thời gian chạy là tức khắc, là tích tắc luôn. Thời gian chạy của lời giải 1 là bằng c nhân với n. Lời giải 2 là thời gian chạy là hằng số. Thời gian chạy cái lời giải 2 này, cái thời gian chạy của nó là hằng số. Tức là không phụ thuộc vào n. Được chưa? Đó, thì đó chính là cái như vậy bài này nó cho thấy cái lời giải 1 rất dễ hiểu, đơn giản. Nhưng mà nó bị chậm. Còn lời giải 2 là nó rất là nhanh, chính xác, nhưng mà đòi hỏi chúng ta phải tư duy một chút về mặt toán học. Nhưng mà đây là một cái lời giải một bài toán rất là hay nhé. Đây chính là cái bài số 2 trong cái cuốn sách của tôi đấy, cuốn sách mà tôi viết đấy, các bạn mở ra xem nhé. Bây giờ tôi sẽ giải ở trên màn hình cái bài toán này và chúng ta cùng nhau phân tích, cùng nhau thử nghiệm xem là lời giải 2 nó hay hơn như nào so với giải 1 nhé. Chúng ta cùng nhau làm thử như này. Tôi làm cho các bạn xem một cái bài toán rất hay như này. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái lời giải của bài số 2. Chúng ta làm nó phải cứ làm không? Lời giải 2 nhé.
Giải 2 nhé, bài bài số 2 nhé. Đây. Để cho thuận tiện tôi kiểm tra, tôi làm như sau là tôi sẽ vẽ ra hai chương trình nhé. Chương trình 1 là do con mèo làm nhé, tôi tạo ra chương trình thứ hai nhé. Chương trình thứ hai là cho một bạn học sinh làm nhé. Đây, tìm bạn học sinh làm cho nó vui nhé. Đây. Chương trình 2 là hơi chụp mà cho con vật được. Con mèo nhé, con mèo và con vật khác, tôi tìm con vật khác cho nó vui nhé. Đây. Con khỉ nhé. Đấy. Như vậy là con khỉ sẽ là con làm lời giải 2 nhanh hơn. Con mèo là con làm lời giải 1 nhé. Các bạn chú ý nhé. Đây con mèo đây. Con khỉ đây nhé. Đấy. Chúng ta làm như sau này. Đầu tiên chúng ta nhập vào số N trước. Thì có thể là nhập là con mèo này nhập nhé. Đây chúng ta là cùng nhau làm này. Đây. Chúng ta tạo lời giải nhé. Lời giải 1. Thì chúng ta cần cái gì? Lời giải 1. Chúng ta chú ý là không, hai lời giải này chúng ta không được dùng trùng nhau cái, không được dùng trùng nhau các cái tham số. Lời giải 1 chúng ta cần là cái biến cao, cần cái biến k chạy và số n, cần biến k và cao nhé. Lời giải 2 ở đây chúng ta dùng chung k không được, ở đây lời giải 2 chúng ta sẽ thay k bằng k hoa nhé, bằng k hoa và m là bình thường, m lớn m nhỏ là được rồi nhé. Như vậy lời giải 2 cho thay cái này bằng k hoa. Đây thay cái này bằng k hoa này, lời giải 2 thay này bằng k hoa nhé. K hoa này m nhỏ m hoa nhé. Còn lời giải 1 thì vẫn như cũ. Giải 1 đây. Đấy, chúng ta cần biến là k này, cần biến là kq này, được chưa? Đó. Lời giải theo ở đây này. Bây chúng ta làm nhé. Con mèo sẽ giải theo lời giải 1 và con khỉ làm theo lời giải 2. Và chúng ta kiểm tra xem ai giải nhanh hơn nhé. Chúng ta kiểm tra ngay trên màn hình thôi, các thấy ngay nhé. Đây đầu tiên là mèo cho nhập liệu đã, bây giờ chúng ta làm như sau này, chúng ta làm như sau cho là cẩn thận bài toán này nhé. Đây chúng ta đổ vào là n này nhé. Với lời giải của mèo chúng ta cần như sau, chúng ta cần đáp án là cần cái biến là gì, cần cái biến là k này, đúng không? Cần cái biến là k, cần cái biến là kq, đúng không? Cần cái biến là cao. Đó. Lời giải 2 chúng ta làm luôn, cần cái biến là m nhỏ, k lớn là độ dài. Tiếp theo là m nhỏ, tiếp theo là m lớn. Đó. Được chưa? Rồi, giờ chúng ta làm như sau. Để tôi sẽ xóa cái này, tôi sẽ làm cho các bạn thấy là cái làm như nào nhé. Đây. Đầu tiên là mèo sẽ là người cho nhập dữ liệu này, tôi nhập dữ liệu nhé. Đây tôi vào lệnh này. Nhập số n ở đây nhé. Nhập số n. Và tôi nhập n ở đây. N lớn nhé, n lớn này này. Đó. N lớn là cái này. Được chưa? Rồi, bây giờ tôi để lại cho nó dễ nhé. Đây. Khi nhập rồi, bây giờ tôi sẽ gửi một thông điệp, gửi thông điệp cho cả hai vật, mèo sẽ giải cách 1 và khỉ giải cách 2 nhé. Đây tôi gửi thông điệp như sau. Cho nó đồng thời nhé, để tôi gửi thông điệp. Cái thông điệp có tên là giải đi nhé, giải này. Giải đi. Cùng nhau giải đi nhé. Đó. Được chưa? Thì khi mà chữ ở đây tôi nhầm là khỉ rồi, tôi chuyển để cho mèo nhé, để tôi để cho mèo hơn. Mèo cho phải khỉ. Đấy. Đây mèo cái này. Ô chết rồi. Quên rồi. Chết rồi, làm lại từ đầu rồi. Không chịu khó làm lại từ đầu nhé, tôi quên mất, tôi lại xóa mất đi. Rồi làm lại, chịu khó làm lại vậy nhé. Nhập này. Nhập số tự nhiên nhé. Tự nhiên N nhé. N đây. Được chưa? Sau đó là gửi thông điệp là giải đi này. Gửi thông điệp là giải nhé.
quên mất, giải đi này, được chưa? Bây giờ tôi sẽ làm cho ấy nhá, tôi sẽ làm cho con mèo trước nhá. Đây, mèo nhận được thông điệp giải đi thì bắt đầu làm, được chưa? Giải đi này. Đấy. Thì đầu tiên chúng ta thấy là mèo làm như sau này, mèo cần một cái thủ tục. Ta nhớ lại mèo nhé, mèo là cái giải một, cần thủ tục có tên là số một số để mà kiểm tra xem số k có phải là nguyên tố hay không nhé. Đây, mèo làm như sau, chúng ta tạo cho mèo, mèo sẽ tạo một cái thủ tục đây, có tên là số một số nhé, số một số với đầu vào là k. Đó, thấy chưa, số một số này và là k nhé. Thì kết quả nó sẽ lưu vào đâu? Kết quả nó sẽ lưu vào một cái đây, chúng ta xem lại cái đáp án, cái k một số là cái này này, đây này. Kết quả nó lưu vào cái biến là kq nhé. Đây này, cần biến c biến y nữa ấy. C và y nữa đấy, cần biến c và y nhé, chúng ta cùng nhau làm thì như vậy. Với mèo chúng ta cần thêm cái biến nữa là biến c và biến y. Đây, chúng ta cần cái biến c và biến y nữa dùng cho cái hàm kia, được chưa? Đó, nè, làm như sau này, chúng ta đầu tiên chúng ta đặt cái kq bằng 1, được chưa? Sau đó chúng ta đặt cái biến c, biến c chính là bằng cái gì? Bằng cái số đầu tiên của gì? Của k, này là số 1 của k, đó, ở đây nhé, đó. Sau đó chúng ta đặt y bằng 1. Y bằng 1 nhé. Đó. Sau chúng ta lọc. Chúng ta lọc lọc là độ dài của k. Lọc cái hàm này. Cái số thứ tự của k, chúng ta lọc cái hàm length này. Length của k nhé này. Đấy. Chúng ta kiểm tra nếu mà c khác với ki thì chúng ta đặt là đây, nếu mà c khác với ki nhé, đây chúng ta nhớ lại nhé, nếu mà c này khác ki thì đặt kq bằng 0, ta ghi lên một đơn vị và output ra là kq ở đây nhé. Này, chúng ta cùng nhau làm cái đó nhé, kiểm tra này, nếu mà c khác ki là chúng ta phải dùng cái hàm gì? Chúng ta phải dùng cái hàm hàm bằng, sau đó đưa vào cái hàm not này, not này. Đấy. Nếu như sau, nếu mà c khác ai ki, chúng ta phải lấy cái hàm này ra này, letter này, đấy, letter cái y này này, y nhé, y này. Đó, y nhé, đây là k này. Đấy. Nếu mà c mà not là c mà khác ai thì đặt luôn kq bằng 0 ở đây. Kết quả q bằng 0. Đấy. Thấy chưa? Và sau chúng ta trên y by 1, trên y by 1 ở chỗ này. Đấy. Đây chính là cái hàm, cái thủ tục để kiểm tra xem là cái số k là có phải là gì, k có phải là số một số hay không, thấy không nào, đó, số hay không. Và cái hàm này sẽ dùng kết quả của nó, đầu vào là k, đầu ra là kq nhé. Bây giờ tôi làm trên bên này, được chưa? Khi mà con mèo làm cách một nhé, làm cách một là như sau, chúng ta sẽ lấy ra cách một này, cách một đây này, input n đặt biến cao là 0, k bằng 1 và kiểm tra như này thôi. Đó. Rất đơn giản. Ta làm như sau nhé, đây. Chúng ta đặt cái biến cao. Biến cao bằng 0. Chúng ta đặt cái biến k. Biến k nhỏ nhé, k nhỏ chúng ta đặt là 1. Đấy. Sau đó chúng ta lập lập là n lần. Đây, lặp lại một lần nhé. Đây, chúng ta lặp. Chúng ta repeat là n lần. Đây, n hoa đấy. N lần. Được chưa? Chúng ta kiểm tra. Chúng ta gọi cái hàm này ra này.
chúng ta gọi cái hàm số một số này, đó chúng ta gọi cái hàm này này, đấy, gọi cái hàm này ra nhé. Và đây là k, kiểm tra chạy hàm này này, cái k quy bằng 1 thì nó là số một số, k quy bằng 0 thì nó không không là không là một số nhé. Thì chúng ta kiểm tra, chúng ta ở đây chúng ta kiểm tra là nếu đấy, nếu mà k quy bằng 1 đấy, nếu nhé, nếu mà k quy kết quả bằng 1 thì chúng ta tăng bên cao lên một đơn vị, chúng ta tăng cao lên một đơn vị, chúng ta dùng lệnh là trên cao by 1 đấy, by 1. Sau đó thì kết thúc rồi thì chúng ta sẽ đưa ra ngoài bằng dùng lệnh say, đưa ra ngoài cái biến cao, biến cao đây. Được chưa? Như vậy đây chính là cái lời giải của cái cách 1 của con khỉ, được chưa? Đấy, lời giải 1 đây này, chúng ta kiểm tra đúng không nhé, chúng ta kiểm tra trước cái lời giải 1 nhé. Đây mà của chúng ta phải như sau này, chúng ta đã đây chúng ta cùng nhau sang lời giải nhé. 15 thì nó phải là 10, 11 nó phải là 19, đúng không nhất cho kiểm tra này. Đầu vào là, đầu vào là 15 thì nó phải là số, nó phải là 10 mới đúng này. Ơ vẫn là không, lại sai, tôi đây là 111 thì là không cả, xem bị sai ở đâu nhé, của tôi lại bị sai đấy nhé. Chúng ta cùng nhau kiểm tra nào. Y bằng không sao, y bằng 1 xong chúng ta bị sai nhé. À, chỗ này chúng ta chưa trên, chúng ta chưa có lệnh là trên k by 1 ở đây, đây chỗ này này, đây chỗ này là chưa có nhé. Đây đấy, chạy thử nào, chạy thử nhé, sẽ là nó vào là nhiêu, là 15 nó phải là 10, 15 nó phải là 10, 15 này nó phải là, ôi vẫn chưa được. Và 111 thì nó phải là, nó phải là, đợi tôi một chút nhá, xem đấy, làm lúc làm một thật, tôi thật kiểm tra nó dễ sai lắm, để tôi kiểm tra một chút nhá. Ngày xưa đây là KQ luôn là 1, tôi kiểm tra một chút. Repeat N là này, K thì chạy từ 1 trở đi nhá, tôi kiểm tra số một số đây này, là K ở đây nhá. Nếu KQ bằng 1 thì tôi mới tăng lên. Đây kiểm tra bên này này, ở đây nhé, ở đây lại bằng 0, đây bằng 1 cơ nhé, y bằng 1 này, ở đây bằng 1 nhé. Đây này, đầu tiên C là cái tự số 1 của K này, y bằng 1 này, đúng không nào. Tôi lập mà độ dài của K ở đây nhé, nếu mà C khác với này, sửa lại một chút nhé, ở đây nó là 15 chứ, nó là 15. 15 thì nó phải là 10, đúng rồi đấy. Và nó là 111 thì nó phải là bao nhiêu, nó phải là 19, đúng rồi đấy. Được chưa? Như vậy là bài này là rồi nhá. Các bạn chú ý tôi sửa sai chỗ này một tí nhé, chỗ này là 1 này. Đấy, này là 1 nhé. Các bạn gõ vào có thật chính xác nhé. Lại này, 15, 10 và 11 là 19 này. Chạy lại nhé, đây là 15 này, 15 này nó là 10 và 111 thì nó là 19. Đấy, như vậy là với lời giải này là chính xác rồi. Như vậy đây là cách làm, cái làm này vẫn đúng nhé, không người sai cả nhé. Và lời giải của nó là nó phụ thuộc vào cái độ dài của n, n càng lớn thì nó càng giải nó càng lâu. Thế đó là cái giải của cái con mèo. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái giải của con khỉ nhé. Chúng ta sang khỉ ở đây. Đấy. Và chúng ta sẽ lập trình cho con khỉ. Đây. Chúng ta sẽ giải như sau. Giải bằng là giải số 2 đây. Giải số 2 đây nhé. Khỉ giải cho cái giải thứ hai rất là nhanh. Đây. Đây. Đặt K bằng K, tôi sẽ viết là K hoa nhé. M lớn và M ở đây. Chúng ta đặt bằng cái này nhé. Thì giải số 2 như sau. Đầu tiên tôi đặt cái biến K hoa, nó phải lẫn lộn K nhỏ và K lớn. K hoa là cái đây, K hoa đây là cái độ dài của cái sâu của cái số n, đúng cái hàm này, dùng cái hàm length
nhé. Len của cái gì? Len của số n lớn. Đấy. Đâu rồi? Len của n lớn. Được chưa? Sau đó tôi đặt m nhỏ. M nhỏ là cái tự đầu tiên của số n. Chính là cái này. Là cái tự đầu tiên số 1 của 1 của n. Đấy. Sau đó tôi tính số m lớn. M lớn tôi làm như sau. Đầu tiên m lớn tôi đặt nó vào lòng cái sâu rỗng m lớn đây này. Đó. Bấm vào đây, tôi bấm nút delete xóa này. Như vậy đó là một sâu rỗng. Sau đó tôi lặp. Lặp là k lần. Repeat. Đấy. Repeat này repeat theo cái số k lớn nhé, là số độ dài của cái này, k lớn. Độ dài của cái n này. Đó. Và tôi làm như sau. Tôi đặt tôi set m bằng tổng nối hai cái. Nối. Được chưa? Nối m lớn với m nhỏ. Đấy, m nhỏ là cái là cái số đầu tiên của n đấy. Đó. Sau tôi kiểm tra nếu mà m mà lớn hơn n, m lớn nhé mà lớn hơn n lớn thì tôi giảm n đi một đơn vị, giảm n nhỏ đi một đơn vị, thì tôi trên m, trên m nhỏ đi trừ một đơn vị, trừ một. Ở đây cuối cùng tôi đưa kết quả ra rất đơn giản, tôi output ra ngoài thế này. Output ra cái gì? Output ra là 9k trừ 1 cộng m. Đấy, nó là phép cộng nhé. Nó là một phép cộng. Cộng ở trên đây là 9 nhân với k trừ 1. Đây, 9 đây phép trừ này. Đây là 9 này. 9 nhé. Ở chỗ này là k trừ 1, tức là k hoa. Đây, k hoa. Trừ đi 1. Nhé. 9 k trừ 1 cộng với gì? Cộng đây là m nhỏ. Đấy. Đây chính là cái lời giải của cái phần này này, của cái phần này, nó rất đơn giản. Đấy. Cái phần này chúng ta suy luận bằng toán học. Ở đây trên này các bạn nhớ lại nhé. Nó rất là hay, cái lời giải này rất là hay luôn, nó rất là ngắn gọn nhưng mà đòi hỏi tư duy toán học. Chúng ta chạy thử nhé, bây giờ chúng ta cùng nhau chạy thử. Đây, đầu tiên cho m bằng 15 này, thì cả hai nó phải cùng phải ra là gì? Là 10 cả, hai bên cùng là 10 nhé, là 10 đây. Bây giờ tôi cho m bằng 111, thì hai bên cùng ra là 19 cả. Nhưng mà với là n mà nhỏ thì nó ra rất nhanh. Tôi cho n bằng 100 chẳng hạn, nó ra 18. Nhưng mà m lớn nhé, tôi cho m bằng 1000 nhé. Rất nhanh. Tôi cho m bằng 10.000 nhé. 1 này, 1, 2, 3 này. Rất là nhanh. Tôi cho m bằng 1, 5, 6 chữ số nhé. Đây là 100.000. Đấy. Bạn thấy không? Với 100.000 thì khỉ thì rất nhanh và mèo thì rất chậm. Thấy không? Chậm. Tôi cho m to hơn nhé. M cho bằng là 1 triệu nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây là 100.000. 7 đi. Đây làm số liên quan là 1 triệu đúng không nào? 1 triệu đấy. Đấy như vậy là khỉ tính rất nhanh. 1 triệu rất nhanh. Còn mèo sẽ tính rất lâu. Chúng ta có thể đếm thời gian xem là bao nhiêu thì mèo tính rất chậm. Như vậy cái bài này cho thấy rõ ràng là cách 1 làm rất đúng nhưng mà là chậm. Mặc dù là làm rất là chuẩn nhưng với thời gian nó phụ thuộc vào n. Còn mèo có khỉ làm cách thứ hai rất nhanh, làm nhanh tức thời. Nhưng mà với cái bài tập này thì cách thứ hai là cách chuẩn nhất. Mặc dù là nó khó hơn rất nhiều lần, chúng ta nó đòi hỏi về tư duy toán học. Cũng ra là 55 cả nhưng mà mèo ra chậm hơn và khỉ ra nhanh hơn. Thấy không nào? Đấy, nhưng mà bài này đối với các bạn trẻ, đối với bạn học sinh tiểu học là rất là khó. Vì cái phần số 2, cái tư duy của bài của cách giải 2 là nó theo tôi là nó vượt quá lên kia, nó vượt rất nhiều cái tư duy bình thường môn toán của bậc tiểu học. Cái mà cái lời giải số 2 này là giải nó đòi hỏi cái tư duy nó không bình thường một chút.
nó tương đối khó thì chúng ta phải luyện tập thôi. Mặc dù cái tư duy này nó không phải nó vượt quá chương trình tiểu học đâu, nhưng mà nói chung là các bạn học sinh tiểu học là cũng chưa làm quen với cái này bao giờ cả. Mà theo tôi là cũng là nó là cũng hơi khó đối với học sinh tiểu học. Mà nó không liên quan gì đến, nó không liên quan đến tư duy lập trình, nó không liên quan đến đến thuật toán cả, nó chỉ là thuần túy là suy luận toán học thôi. Nhưng mà cái bài cái giải hai này nó hoàn toàn là toán học, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta lưu lại cái bài số 2 nhé. Cái bài số 2 là cái bài là gọi là cái bài số một số nhé. Bài số 2 là bài 2 trong sách của tôi nhé, là số một số. Bài này tôi đã cho các bạn tôi giải cả theo cả hai cách. Theo cả hai cách đấy nhé. Và chúng ta cùng nhau làm. Các bạn cần xem lại cái lời giải của nó không? Đấy nhé. Đây là lời giải của con khỉ nhé. Đây là giải đúng đây. Nhanh đây. Còn mèo bên này là lời giải chậm. Đây, giải cũng có hai, cũng có một cái thủ tục và một cái phần đây, phần chính đây. Để có phần output ra đây nhất là say nhé. Đó. Đây, các bạn có thấy không nhé. Chúng ta có hiểu không nhỉ? Các bạn trẻ có thấy có điều khó hiểu không? Dạ có. Có ạ. Có hiểu không? Có ạ. Các bạn thấy là nó khó, nó cũng không phải là có. Phải... Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm sang một cái bài tập cũng khó nữa nhé. Cái bài này tôi sợ tôi không đủ thời gian để tôi làm cho các bạn. Thôi được, cái bài này tôi sẽ giải bằng lời giải, bằng cái bài này là bài khó hơn nữa. Cái bài này là bài là vừa mới thi xong ở trong cuộc thi vừa rồi ở Đà Nẵng ấy. Tôi muốn là cùng giải các bạn một chút nhé. Bây giờ tôi sẽ đưa ra cái lời giải trên mã giải thôi. Còn các bạn sẽ về nhà, các bạn sẽ bài tập về nhà là các bạn sẽ viết lên trên máy tính, được chưa? Bây giờ tôi sẽ copy cái lời giải đó ở trên đây. Đây là lời giải của cái lời giải như sau. Tôi cũng muốn copy sang đây để chúng ta hình dung. Đây. Đây là cái lời giải một cái bài mà vừa mới thi tuần trước, một cái đang hay trên mạng đang mọi người đang rất là phấn khích. Đây này. Đấy. Như thế này nhé. Chúng ta đọc cái lời giải là bài tập này. Cho cái bảng hình vuông nhé, kích thước là n nhân n. Người ta điền các dãy các số lẻ liên tục 1 3 5 7 1 3 5 7 vào bảng theo hình xoắn ốc từ ngoài vào trong. Và theo chu kỳ đồng hồ đây này, 1 2 1 3 5 7 9 11 15 17 đi vào như này, đi vào như này. Đó. Đây nhé, đi vào như này. Đây, đi vào, 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 đi vào. Vậy điền các số từ 1 cho đến số cuối cùng là cái với số thứ tự thứ k thì nó điền vào là 2k - 1. Như vậy là 1 này, 3 này, 5, 7, 9 như vậy nhé. Số đầu tiên sẽ là 1. Số cuối cùng nó sẽ là cuối cùng nó sẽ là bao nhiêu? Nó là cuối cùng nó sẽ là gì? Là 2n⁻⁴ - 1. Đấy. Như vậy nhé. Bây giờ như sau này, bây giờ là tính tổng các số lớn nhất của mỗi dòng. Mỗi dòng là tôi liệt kê ra một số lớn nhất và tôi cộng lại thì với 4 nhé. 4 thì cái số đó sẽ là 7 này, 7 là 1 này. 7 này 27 này, 27 sau đó là 31 này, 31 này, đó là 19.
thì tổng số đó nó sẽ là 84, đầu vào là 4, đầu ra là 84. Còn với n bằng 5 thì các số đó sẽ là 9 này, 9 nhé. Rồi thôi tiếp theo là hàng thứ hai là 37, hàng thứ ba là 49, hàng thứ tư là 20, cuối cùng là 25, tổng lại nó là 165. Thì cái bài này nếu đọc thoáng qua thì rất là khó luôn. Bài này mà chúng ta lập trình theo kiểu tư duy bình thường là rất là khó. Đấy, nhưng mà chúng ta cùng nhau chúng ta làm mẹo, chúng ta thử nhé. Để chúng ta cùng nhau phân tích lời giải cho nó cái bài này. Tôi muốn lời giải bài này, theo tôi bài này là bài rất khó luôn. Một bài cực khó đối với sinh tiểu học. Bài này có cho học sinh cấp 3 cũng rất là khó chứ không phải bài cấp 2 cũng rất khó. Bài này cấp 3 mà nhìn vào đây cũng rất là khó chứ không phải chỉ riêng cấp 1. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ giải các bạn, tôi sẽ được các bạn 3 lời giải. Lời giải 1 là lời giải tự nhiên một chút. Lời giải tự nhiên và chúng ta sẽ phân tích, chúng ta sẽ theo đúng cái vòng lọc này nhé, vòng đây. Chúng ta làm tính theo kiểu lập trình bình thường. Lời giải 2 là chúng ta tư duy sâu hơn một chút về mặt toán học và tìm ra quy luật làm cho nó nhanh. Cách thứ ba là chúng ta tư duy sâu hơn nữa và chúng ta tìm được công thức tưởng minh và giải rất là nhanh. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Đây, chúng ta cùng nhau, các bạn cùng với tôi, chúng ta cùng nhau phân tích và giải cái bài tập này. Trước tiên các bạn phải nhìn vào kỹ cái đề bài đấy nhé. Đề bài đây và chúng ta cùng nhau giải nó nhé. Như vậy là gì? Như vậy là chúng ta chú ý là chúng ta có một cái nôm na là chúng ta có một cái hình này, n, một cái ô vuông n như n. Tôi làm đơn giản với đường 4 trước nhé, để cho tôi ta nhìn cho dễ này. Được chưa? Cho điền vào các số lẻ, nhưng mà tôi muốn tôi viết các số bình thường đã. Đây là 1 này, đây là 2 này. Bây giờ 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này. Các số tôi viết theo cái thứ tự theo đường đi của nó nhé. Từ ngoài vào trong theo chu kỳ đồng hồ, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này. Đấy. Đây các số K, sẽ chạy gì? Số K chạy từ 1 cho đến là n bình phương nhé, n bình phương. Đấy. Và với mỗi K như vậy, trên mỗi hàng tôi tìm ra cái số K lớn nhất và tôi lấy tôi tổng vào, không phải tổng vào, không phải tổng K mà tổng của 2K trừ 1. Đây trên số này này. Yeah. Hàng dưới cùng này là cái này. Hàng trên này chính là cái hàng này. Ok, hàng này chính là cái này. Có thấy là các số đó chính các số nằm trên đường chéo đấy, đúng không nào? Được chưa? Thì cái tổng của nó là như sau nhé. Thế bây giờ chúng làm như sau. Nó sẽ đi này, nó sẽ đi từ trái sang phải, sau nó sẽ đi đây nhé. Thì chúng ta kiểu như sau này. Chúng ta cho K là chạy theo cái nhé. Cho K chạy theo và đến cái vị trí mà nó mà là maximum thì chúng ta lấy tổng của nó là tổng không phải theo K mà theo 2K trừ 1. Vì là số lẻ mà, 2K trừ 1. Nhé, 2K trừ 1. Đó. Đây số chúng ta cần tính tổng. Nhưng mà chứng minh chúng ta tư duy theo K thôi nhé. Thì làm như sau này. Chúng ta bước đi nhé. Bước đi này, đó. Bước đi nhé. Thì như sau này, chúng ta có cái biến K. Chúng ta tư duy nhé, có cái biến K là cái biến chạy từ 1 đến n bình phương. Chúng ta có cái biến là step. Biến step là cái biến để mô tả các cái bước từ 1 theo từng hàng một, theo từng cái hàng dọc hay là hàng ngang, được chưa? Đây. Step là 1 2 3 4 tới đây. Nó sẽ đổi hướng step lại bằng 1. Step là cái số thứ tự, của mỗi hướng nhé.
Đấy. Chúng ta sẽ tư duy sau nhé, của mỗi hướng. Sau đó chúng ta còn một cái biến nữa là cái biến là biến biến là biến tên là round nhé. Biến round. Biến round là thì là đầu tiên là ra vòng 1, vòng 1 này, vòng 2 này, vòng 3 này, vòng 4, vòng 5, vòng 6, vòng 7 là mỗi lần chúng đổi hướng là một vòng, là các cái vòng, là cái vòng chạy. Là cái vòng chạy. Vòng chạy. Được chưa? Đó. Thì vòng chạy 1 ấy, vòng chạy 1 đây này thì cái step chạy từ 1 cho đến n. Vòng thứ 2 tới đây rồi step nó lại bằng 1 từ 1 cho đến n. Vòng thứ 3 step bằng 1 đến n. Vòng thứ 4 thì không phải như vậy, vòng thứ 4 thì là step nó chạy từ 1 đến n trừ 1 thôi. Vòng thứ 4 trở đi là nó sẽ phải giảm đi cái nó phải giảm cái step đi một đơn vị. Đó. Thế ra kiểu như sau, chúng ta gọi là chúng ta kiểu là cái DC, kiểu cái biến DC là cái số giảm. Là cái số lượng số lượng phần tử cần giảm đi. Cần giảm tại mỗi vòng. Được chưa? Đó. Thì chúng ta dựa như sau này. Ban đầu nhé, chúng ta có chuyện như sau nhé, chúng ta phân tích một chút ra thêm ngay. Ban đầu. Ban đầu thì DC bằng gì? Thì DC bằng 0, tức là không giảm gì cả. Cái step nó chạy đúng này là n lần. Được chưa nào? Nếu mà round ấy ra bằng 4 ấy nhé, thì cái DC nó cái DC nó gì, cái DC nó giảm đi, nó tăng lên là một đơn vị. Với ra bằng 6 nó cũng giảm đi, ra bằng 8 nó giảm đi, thì như vậy là DC sẽ tăng lên. Nhưng mà chúng ta có câu thức sau đây này, chúng ta có câu thức sau đây nhé, là nếu nếu mà ra mà lớn hơn 3 mà ra là số chẵn nhé, mà ra là số chẵn thì cái DC nó tăng lên một đơn vị. DC là cái số nó giảm đi, số mà nó giảm tạm mỗi vòng ấy, cái DC nó bằng là DC cộng 1. Cái step ấy là nó chạy từ bao nhiêu? Chạy từ 1 cho đến là số n. N trừ DC. Ban đầu DC bằng 0 thì nó chạy từ 1 đến n. Còn DC lớn 0 nó chạy là DC 1 nó chạy từ 1 đến n trừ 1, cứ như vậy. Được chưa? Đó. Và ở đây chúng ta sẽ tính được cái chúng ta cho k chạy, và khi nào chúng ta mà khi mà cái chúng ta cần tính như sau này để tính số lượng của chúng ta, thì mỗi khi mà đi đến hàng ngang này, hàng ngang này tức là round nó là một số lẻ, khi round nó chuyển xuống số chẵn thì chúng ta sẽ phải cộng thêm số k vào nữa. Như vậy là cái làm như sau, cái làm ra là như sau. Tức là các bạn chú ý một tí nhé, phần này hơi khó một chút đấy. Được chưa? Thì như sau nhé. Nếu mà ra bằng 2 4 6 chẵn nhé, là nó đổi, khi mà nó đổi cái hướng đi, ra là cái hướng đi nhé, thì khi đó chúng ta cần cộng vào, chúng ta cần tăng cái tổng lên.
S lên. Tăng cả S lên. S sẽ bằng là S cộng với gì? S bằng là S cộng với 2K. 2K trừ 1. Và cuối cùng chúng ta output ra cái S gì? Thì đó là đây là cái phần mà chúng ta tư duy ở trên cái màn hình của chúng ta nhé. Nhắc lại này, hãy làm chút để chúng ta dùng nhé. K là cái số bước chạy, bước số là số đánh số từ 1 cho đến n, n bình phương là kết thúc. Round là cái vòng chạy, vòng hết một vòng nó đổi số, vòng cái ra vòng tăng lên 1, đây là lên là vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng 4, vòng 5, vòng 6. Khi nó tăng lên thì nó sẽ khi mà đổi hướng thì nó sẽ đổi chỗ. Khi nào có đổi hướng, khi mà step ấy, khi mà cái step nó lớn hơn n trừ dc thì nó đổi hướng, được chưa? Đấy, còn dc nó tăng lên khi mà cái rào lớn 3 và là chặn thì nó sẽ tăng dc lên. Cứ như vậy chúng ta sẽ lập. Và khi mà nó đổi hướng thành số chẵn ấy, tức là từ cái hàng ngang đổi thành hàng dọc ấy, thì chúng ta ở phần cuối của hàng ngang đó chúng ta cộng thêm vào, cộng thêm s vào đây này, được chưa? Đây cho nên đây là mô tả chính xác cái đường đi của cái số k trong hình chữ nhật này, hình vuông này, được chưa? Đó, và chúng ta sẽ suy ra được cái lời giải như sau. Nhân viên chúng ta tôi sẽ suy lời giải như sau này. Đây lời giải một nhá. Từ tất cả trên tôi sẽ suy được cái lời giải một là như sau. Lời giải một là như sau nhé. Lời giải một là lời giải là dễ hiểu nhưng mà là chậm. Nhưng mà lời giải một là giải là tuân thủ theo đúng cái thứ tự mà đầu bài đã mô tả cái hướng đi của số k lần lượt chạy theo đi theo các ô vuông theo vòng tròn xoay quanh theo cái chiều kim đồng hồ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, được chưa? Tôi mô tả nhé, thì tôi mô tả các bạn cái lời giải một như sau. Nó rất đơn giản mà chúng ta có thể viết ngay trên máy tính được là như sau. Chúng ta đầu vào input là n, được chưa? Sau đó chúng ta đặt s là 0 là cái tổng chúng ta cần phải tính. S bằng 0 là cái tổng cần tính nhá. Sau đó chúng ta đặt các tham số như sau. K là cái bến chạy, đầu tiên k bằng gì? Đầu tiên k là bằng k bằng 0 nhá, k bằng 0. Sau đó chúng ta dùng các bến sau, bến step là cái bước chạy trên từng hàng, trên từ cái hàng ngang hoặc hàng dọc ấy. Step chúng ta đặt bằng 0. Step là bằng 0 nhé. Step đặt bằng 0. Sau chúng ta biến là cái biến DC là cái số giảm trừ trên mỗi hàng ngang. Đặt bằng 0. Không, ra chậm quá, cái mực ra chậm quá nhé. Và cuối cùng là cái biến round để mô tả các cái vòng chạy theo hướng nhé. Chạy là ban đầu vòng chạy nó sẽ là 1. Được chưa? Đấy. Và chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ repeat vòng chạy của chúng ta là chúng ta repeat cho đến gì? Cho đến khi mà k từ 0 này chạy lần lượt cho đến khi mà k bằng n bình phương này dừng lại. Nha. Repeat cho đến khi k bằng n bình phương chạy trên khắp cả cái lưới ô vuông thì ta dừng lại đó. Ta làm như sau, chúng ta đặt k bằng k cộng 1. Nó ra chậm quá nhé, chúng ta chú ý nhé. Đấy, cộng 1 nhé. Tôi biết này vì đó. Cái màn hình của tôi nó bị sao, nó ra rất chậm. Mà chúng ta đặt cái step. Cái này do cái phần mềm của cái bảng tính này nó bị lỗi đấy, nó bị lỗi, nó chậm thế. Step bằng step cộng 1 nhé.
hơi bị chậm. Đó. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra. Kiểm tra khi đến cuối hàng ấy, khi đến cuối hàng thì chúng ta sẽ phải kiểm tra nhé. Cuối hàng thì chúng ta, nếu mà step nhé. If và step. If step mà lớn hơn hoặc bằng là N trừ đi DC. Đấy. Lớn hơn bằng thì chúng ta sẽ phải đổi hướng. Nhưng mà đến cuối hàng ấy, đến cuối một cái hàng hoặc là một cột ấy thì chúng ta sẽ phải đổi hướng. Thì đổi hướng là như sau. Nếu một step mà lớn hơn bằng N trừ DC thì bắt đầu thêm đổi hướng. Đối như sau, chúng ta làm như sau, chúng ta đặt lại khi đổi hướng chúng ta đặt lại step bằng bằng 1. Đấy. Nếu chậm các bạn cứ bình tĩnh mà theo dõi nhé, bằng 1. Đấy. À, sau đó từ để tôi cho hiện lên đã nhé. Bằng 1. Sau cho tăng cái hàng tăng cái rau lên, cái rau là cái vòng lặp đấy, vòng lặp. Chậm quá. Cái rau này. Rau này thì bằng nhé. Còn cái rau này cộng 1 nhé. Rất tiếc là nó bị chậm như này, các bạn chưa có một tí nhé. Đấy. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra như sau. Để tăng cái DC lên chúng ta kiểm tra lại if này. If nhá. Chết thật, cái này thì mất thời gian quá nhé. If nhé. If mà round mà lớn hơn 3. Sao nó chậm mức độ như thế này. Hơn 3 và and và round chết cho 2 nhé. Và round chết cho 2 là round. Nếu round lớn 3 mà round là chẵn ấy thì chúng ta sẽ phải tăng cái DC lên một đơn vị. Round mà mode 2 mà bằng 0 ấy. Nếu mà round lớn 3 và round là chẵn nhé thì chúng ta tăng cái DC lên một đơn vị. Mode 2 bằng 0, chúng ta tăng cái DC bằng DC. Đấy. Ta làm DC lên một đơn vị nhá. Và bây giờ chúng ta thêm ý nữa là nếu mà khi mà round nó chuyển sang cái chẵn ấy, tức là khi đã đổi chỗ từ lẻ sang ấy, chuyển từ hàng ngang xuống hàng dọc hoặc hàng dọc ấy, thì chúng ta sẽ phải cộng cái SC vào. Đây là if nữa, if nhé. If round chỗ là ở cuối một cái hàng ngang, khi bắt đầu chuyển sang hàng dọc chúng ta sẽ phải cộng số đó, vì đó là số lớn nhất trên một hàng ngang nhé. If mà round mà mode 2 bằng 0. Đấy, if round này mà mode 2 bằng 0. Tức khi chúng ta đã chuyển từ hàng ngang sang hàng dọc. Đó, thì chúng ta sẽ tăng S lên. S là cái tổng cho cầm tính SC này. SC sẽ bằng gì? SC sẽ bằng là SC. Nó chạy chứng á mẹ. 2K. Nó chạy chứng cái gì vậy? Hả?
Đó. Đến rồi. Ta mướp à. Chậm một chút nhé. Đấy. Được chưa? Tôi cho nhỏ là tí này. Đấy. Nhá. À, như vậy là cái đây dính là cái vòng lọc chính nhá. Vòng lọc chính là như thế này đó. Và đến kết thúc ở đây chúng ta sẽ đưa thôi. À, kết quả ở đây chúng ta sẽ đưa đây chúng ta sẽ đưa ra là output. Đó. Output SC. Yeah. Output là SC. Đấy. Thì đây chính là cái thuật toán đề giải đầu tiên của bài này nhé. Đấy, output SC. Được chưa? Đấy. Đây nhé. Đấy. Bây giờ cũng rất là ngắn thôi, không như là khó cả, nhưng mà chúng ta phải tư duy một chút. Tư duy trên cái lưới đó nhé. Thì cái là giải này các bạn sẽ về nhà các bạn sẽ làm. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ chuyển sang mô tả lời giải 2. Đây là lời giải 1 nhé. Đây là cái lời giải 1 chúng ta vừa làm là chính là cái lời giải 1 đấy nhé. Cách 1. Cách 1 là cách làm rất là dễ hiểu nhé. Cách 1 là cách tư duy trực tiếp ở trên cái màn hình này nhé. Đó. Bây giờ chúng ta chuyển sang tư duy cách 2. Cách 2 nhé. Cách 2 là như sau này. Chúng ta cách 2 sẽ nhanh hơn rất nhiều lần. Chúng ta chuyển sang cách 2 này. Cách 2 như sau nhé. Cách 2 là chúng ta sẽ tư duy như này. Chúng ta sẽ phân tích các số, vị trí số nằm trên cái mà cần phải lấy ra ấy. Chúng ta tư duy trên cái màn hình, cái lưới ô vuông của chúng ta như thế này. Để chúng ta phân tích cái nhé. Trên cái lưới này nhé. Hiểu chưa? Đây chữ lấy của chúng ta đây nhé. Đây chúng ta phân tích trên cái lưới mà chúng ta sẽ cho cái xúc ca nó chạy nhé, mà chúng ta sẽ phân tích nhé. Đây này, đây đây là một này, một này, hai này, ba này, ba này, bốn này, chậm quá nhé, năm này, sáu này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, ông yêu, 13 này. Mười bốn này, 15 này, đẹp quá. Đây là 16. Được chưa? Đây là n bằng 4 nhé. Chúng ta thử với n bằng 4 nhé và chúng ta phân tích. Đấy thì là bốn cái số mà ứng cái số maximum trên hàng nó chính là cái này, nó chính là cái hàng cái đường chéo chéo ngược này. Đấy, thấy không nào? Các bạn thấy nó có logic không nào? Đấy, nó có logic nhé. Và chúng ta cùng nhau phân tích này, là số đây bắt đầu là số 4 nhé, là số thứ tư này, số thứ tư, sau đó nó sẽ đi tiếp đây, phần tiếp theo của số thứ tư là số nào? Đầu tiên là số 4, sau tiếp theo số 4 sẽ là số 10, ở đây sẽ là số 10. Xong từ số 10
nó sẽ đi lên số mấy? Từ số 10 nó sẽ đi lên số tiếp theo là số 14. Từ số 10 số 14 và từ 14 nó sẽ đi tiếp theo sang số là 16. Đấy, đây là cái quy luật chúng ta sẽ biết đây, rất là hay nhé. Quy luật này là rất hay luôn. Đấy, chúng ta phân tích một chút này. Như vậy cái số đầu tiên này chính là n. Đây chính là n. Cái số đầu tiên chúng ta lấy ra chính là cái tự là n. Tiếp theo là cái khoảng cách từ 4 đến 10 này, khoảng cách này nó chính là 6. Được chưa? Cái khoảng cách tiếp theo nó lại là 4. Khoảng cách tiếp theo này nó chính là 2. Thì đây chính là cái quy luật của cái số mà được lấy ra để đi tính tổng vào cho cái bài toán của chúng ta. Nhé, vậy tổng quát là như sau này. Chúng ta từ đây chúng ta suy được một cái này, cái đòi hỏi thi có đọc rất là cao nhé. Tổng quát nhé, như thế này là chú ý rất quan trọng nhé. Tổng quát như sau nhé. Thì cái dãy thứ tự đi ra như sau. Đầu tiên nó là n. Đầu tiên nó là n. Xong số tiếp theo sẽ là một cái số tiếp theo, nó sẽ là gì? Nó là cái chỉ số mà cái ứng với nó đây chính là 2. 2n trừ 1. Đấy. Là 2n trừ 1 số tiếp theo. Nó là cái số tiếp theo ở đây nhá. Đây này. Để tôi không biết nhá. Đó. Xong đến số tiếp theo nữa. Ở đây nó sẽ là 2n trừ 2, nó giảm dần. 2n trừ 2. Đấy, nó là theo công thức tổng quát đấy nhá, 2n trừ 2. Số tiếp theo đây là 2n trừ 2. Được chưa? 2n trừ 2 và cứ như vậy nó liên tục cho đến số cuối cùng. Cứ liên tục như vậy đến số cuối cùng là số nào, là cái cùng là cái số này là nó là 2 thôi, bước nhảy của nó chỉ là 2, và đến cuối cùng chính là số là chỉ số n bình phương, cuối cùng của nó chính là n bình phương. Đây là n bình phương. Đấy, được chưa? Như vậy là cái số k chạy đến n là ghi ra này, xong nhảy tiếp theo là 2n trừ 1 lần nữa ra số tiếp theo 2n trừ 2, 2n trừ 3 đến 2 để dừng lại cuối cùng đây, và ta tổng số này, tổng khối tổng tổng số này tổng là 2k cộng trừ 1. Đấy, thì ra đáp số đó. Nhưng cái lời giải này là nhanh rất nhiều lần. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra cái lời giải số 2. Lời giải tối ưu hơn rất nhiều lần so với lời giải 1. Chúng ta xem lời giải 2 nhé. Chúng ta cùng phân tích số lời giải 2. Và các bạn sẽ về nhà, các bạn sẽ viết ra cái lời giải trên Scratch, cái lời giải 2 này nhé. Nó rất là hay, nó rất là nhanh, nhanh hơn hẳn lời giải 1. Được chưa? Lời giải 2 là như sau nhé. Tôi rất tiếc là tôi bị chậm quá, chúng ta cùng nhau chịu khó một tí vậy, hơi chậm một tí chúng ta chịu nhé. Lời giải 2 nó rất là nhanh. Bây giờ tôi cùng các bạn chúng ta sẽ phân tích lời giải số 2 này, nó rất là nhanh thôi. Đây. Lời giải 2 là như sau nhé, tôi viết ở đây nhé. Tôi xin từ đây này. Đấy, từ đây nhé. Đấy. Lời giải 2 là như sau. Trong đầu tiên vẫn là input. Trong đầu tiên vẫn là input n nhé. Chúng ta cứ viết vào đây. Cứ viết bằng này. Các bạn sẽ viết ra đây nhé. Input là n nhé. Sau đó chúng ta làm như sau. Chúng input n lớn ấy, n lớn. Xong chúng ta đặt ra cái biến là chúng ta đặt là k. K chúng ta đặt lại là n lớn. K là cái biến chạy. Được chưa? Biến chạy. Sau đó chúng ta sẽ đặt n nhỏ. N nhỏ là cái biến chúng ta sẽ cũng phải chạy. N nhỏ thì ban đầu đặt bằng n bằng n bằng n bằng n lớn. Đó. Và cái hàng thứ hai gồm có hai dòng. Gồm có hai công thức là một là k bằng n lớn và hai là n nhỏ bằng n lớn. Được chưa? Đấy. Sau đó chúng ta vào lập rất nhanh thôi. Chúng ta làm sao? Chúng ta repeat.
lặp cho đến khi nào mà cái n bằng không dừng lại, repeat until. Đấy, hơi chậm một tí nhé. Repeat until gì? Until là cái n nhỏ hoặc nó bằng không dừng lại. Chúng ta sẽ chạy này. Đầu tiên là n lớn nhé. Sau đó chúng ta giảm đi. Chúng ta giảm đi, được chưa? Chúng ta giảm đi. Tại vì chúng ta phải tăng cái muốn giảm chúng ta phải tăng S lên. À, chịu khó nhé, các bạn chịu khó một tí. Hai. Được chưa? Này, tăng giảm này. Giảm cái này đi, cái n này chính là cái này này. Đấy. Còn k là cái bước chạy trên này nhé. K là ở đây này. Còn cái n là cái ở phía dưới này. Ẩn thiên gì? Ẩn thiên là n nhỏ bằng 0. N nhỏ bằng 0. Đấy. Rất là nhanh nhé. Đấy. Làm như sau này. Thì mỗi lần như vậy tôi làm như sau, chúng ta viết là S gì? Ở trên chưa viết thêm là S bằng 0 nữa. Quên chưa có nhé. Ở trên chúng ta chưa có, ở trên quên mất chi viết ở phía trên này là S bằng 0 nhé. Bằng 0. Đấy. Ẩn thiên gì? Ẩn thiên này là bằng 0 nhé. Là chúng ta viết như sau là S bằng S bằng S cộng với 2K cộng với 2K trừ 1. Cộng 2K trừ 1. Cộng 2K trừ 1 nhé. Sau đó chúng ta sẽ tiếp theo chúng ta sẽ giảm N đi một đơn vị. N bằng N trừ 1 nhé. N trừ 1. N bằng N trừ 1. Sau đó chúng ta tăng K lên. K là cái bước chạy theo chiều ngang đó. K sẽ bằng là K cộng với 2N. 2N nhỏ nhé, 2N nhỏ. Cộng với 2N nhỏ. Và chúng ta output ra ngoài. Đấy. Đấy chính là cái lời giải. Cách 2 nhanh nhé, output. Output ra ngoài là SC. Thì đây chính là cái lời giải 2, nhanh hơn rất nhiều lời giải 1. Vẫn đúng nhé, vẫn nhanh hơn rất nhiều. Lời giải 1 chúng ta phải mất là n bình phương bước. Lời giải 2 chỉ n bước là xong. Lời giải 2 chúng ta sẽ về. Lời giải 2 chỉ n chúng lọc chỗ này chỉ n bước thôi. N này. N đây là bởi n lớn nhé. Nó giảm đi cho đến khi bằng 0, cái lọc này chỉ là n lớn bước thôi. Đấy, lời giải 2 rất nhanh. Được chưa? Thì các bạn về nhà các bạn làm nhé. Bây giờ tôi nói nhanh thôi. Nó nhanh là nếu mà các bạn nào mà thông minh ấy, mà giỏi toán, chúng ta có lời giải 3. Lời giải 3 các bạn về nhà làm nhé. Lời giải 3 là nhanh nhất nhé. Lời giải 3 là nhanh tức thời luôn. Nhanh tức thời. Lời giải 3 là như thế này. Tôi nói luôn lời giải 3. Lời giải 3 là như sau. Lời giải 3 là chúng ta sẽ có thể tính được. Công thức của nó là như sau nhé. Đây. Lời giải 3 như sau. Lời giải 3 tôi viết luôn này cho các bạn xem. Lời giải 3 là giải 3 chúng ta sẽ mà tính được công thức là như thế này. Tôi copy xuống cho nó nhanh nhé. Đây. Lời giải 3 là giải như sau. Chúng ta sẽ tính được cái công thức. Chính là công thức này. Đây là công thức này. Thấy không nào? Là cái công thức là S bằng là N, n lớn, n 2n trừ 1, 2 cộng 1 chia 3. Như vậy lời giải 3, lời giải như sau.
Giải ba vừa làm như sau thì tôi copy ra cho nó nhanh, đỡ phải một các bạn đỡ phải đấy nhá. Lời giải ba, lời giải chúng ta tính công thức tường minh cho bài toán này, và lời giải chúng ta có lời giải ba là như sau. Copy cho những các bạn đỡ phải mình nhìn nó bị ấy quá. Lời giải ba là như này nhé. Đây, lời giải chậm đấy, đang nó tôi copy rồi, lời giải chậm. Chưa ra. Đợi tôi một chút nhé, chưa sang, đợi tôi copy cái là giải ba ra đã. Không mình anh giải ba này, ra rồi đấy nhá. Như vậy đây chính là cái lời giải số 3 đây. Đấy. Như vậy là lời giải là đây nhá, đây là lời giải 1 này, chúng ta về nhà chúng ta đưa vào chương trình nhé. Lời giải 1 là cái này. Giải 1. Lời giải 1 này nó có cái độ cái thời gian chạy của nó là tương đương với n bình phương này, đi biết ở thì k bằng n bình phương, nhưng mà nó lặp là n bình phương bước n hoa đấy. Lời giải 2. Đây, giải 2 là nhanh hơn rất nhiều lần. Nó có độ lớn thời gian là tương đương với chỉ là bằng lại n bước. Còn lời giải 3 là công thức tường minh. Đấy, công thức tường minh là một bước thôi, là giải 3 là với thời gian là tức thời, thì giải 3 là giải tối ưu nhất. Nhưng mà đây là một cái bài toán cũng khá là hay nhưng mà rất là khó đối với học sinh. Thì cái giải 3 này các bạn về nhà các bạn chứng minh đây là công thức nhá. Cần chứng minh là cái tổng của nó chính là cái này. Chính là tổng này. Thì hơi khó một chút. Thì nếu có thời gian tôi sẽ copy cho các bạn toàn bộ lời giải chi tiết cho các bạn xem. Nhưng bây giờ hết thời gian rồi, cho chúng ta nghỉ ở đây nhá. Hôm nay là cái buổi đầu tiên thôi, nó rất là ban đầu, nó với các bạn nó rất là bỡ ngỡ, nó rất là khó đúng không nào. Thì về các bạn có cái nhóm, các bạn trao đổi trên nhóm nhé. Chúng ta sẽ làm việc trên nhóm là chính, còn mà lên lớp như này chỉ là ít thôi, thỉnh thoảng cũng lên lớp thôi, còn chúng ta trao đổi lời giải là trên nhóm là chính nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhá. Bye thầy. Có gì các bạn ra trao đổi trên nhóm nhé, chúng ta nghỉ ở đây thôi. Chào thầy ạ. Chào các bạn. Chào cô. Chào thầy, con chào cô.